chương 4041 rừng ngữ cầm. Cũng may mình tại thời khắc cuối cùng, thiêu đốt toàn bộ huyết mạch chi lực. Thì triển thuấn di huyết mạch kỹ năng, từ không gian loạn lưu bên trong. Chạy trốn đi ra, bằng không, nếu là tiếp tục bị cái kia không gian loạn lưu bao phủ đi. Dù cho cuối cùng có thể sống sót, cũng không biết sẽ bị cuốn tới đi nơi nào. Bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, đến tột cùng sẽ bị bao phủ ở đâu là rất khó dự đoán tốt tình huống có khả năng liền bị bao phủ đến thiên vũ đại lục phụ cận trong tinh không nếu là tình huống hỏng một chút liền có khả năng sẽ bị cuốn tới không biết cỡ nào xa xôi ngoại vực tinh không đi giống như tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đều là bởi vì gặp không gian loạn lưu bị không gian loạn lưu cho dẫn tới tùng suối bí cảnh tiểu thanh điểu quê hương là tại xanh thẫm giới ly dương vực đây là gì giới cái gì vực cũng không biết khoảng cách thiên vũ đại lục đến tột cùng cách bao nhiêu xa xôi thời không nếu như bị cuốn tới quá mức nơi xa xôi sở kiếm thu dù cho biết được bố trí truyền tống trận cũng không chắc chắn có thể đủ trở về chiếm được truyền tống trận cũng không phải vạn năng cũng là có truyền tống khoảng cách cực hạn truyền tống càng là khoảng cách rất xa cần có truyền tống trận càng cao cấp nếu là quá mức khoảng cách rất xa lấy sở kiếm thu hiện nay có thể bố trí ra truyền tống trận chưa chắc có thể truyền tống về được có thể trở xuống đến thiên vũ đại lục đây là đáng giá nhất may mắn một chuyện đây là phần võ thành quản hạt khu vực bên trong băng lương sơn mạch khu vực a à, a à, sở kiếm thu chẳng lẽ ngươi không phải người địa phương thanh tú thiếu nữ nghe được sở kiếm thu lời này lập tức một mặt tò mò nhìn sở kiếm thu hỏi ta đích xác không phải người địa phương sở kiếm thu cười một cái nói vậy là ngươi người ở nơi nào thanh tú thiếu nữ nghe vậy, lập tức càng hiếu kỳ hơn, "Ách. Cái này, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Sở Kiếm Thu nhìn xem nàng hỏi. "Đương nhiên là nói thật a, à, ai nghĩ nghe ngươi nói bậy." Thanh Tú thiếu nữ nhếch miệng, không chút do dự nói, "Ta. Nếu là nói thật mà nói, đoán chừng ngươi không nhất định sẽ tin tưởng." Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, "Ngươi cứ việc nói chính là, ngươi cũng còn không có nói." làm sao biết ta sẽ không tin tưởng thanh tú thiếu nữ nhíu mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng nói nếu như ngươi muốn nghe nói thật lời nói vậy ta đến từ nam châu sở kiếm thu nhìn xem nàng nói nam châu nghe nói như thế thanh tú thiếu nữ không khỏi trong nháy mắt trợn to hai mắt ân không tệ ta đích xác đến từ nam châu sở kiếm thu gật đầu một cái nói phóc phóc thanh tú thiếu nữ nghe vậy lập tức nhịn không được cười khúc khích đạo ngươi Người này thật buồn cười, ngươi nếu là đến từ Nam Châu. Vậy ta còn đến từ đạo minh tổng bộ đâu, rất. Rõ ràng, nàng đối với sở kiếm thu mà nói, là nửa chữ cũng không tin. Nam Châu cách nơi này, biết bao xa xôi. Đoán chừng đều có mấy chục triệu ức dặm xa, lấy sở kiếm thu tu vi. Căn bản cũng không có thể vượt qua được xa xôi như thế khoảng cách. Xa xôi như thế đường xá, một đường bay đến trong lúc đó không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm và ngoài ý muốn. Cho dù là một cái đại thông huyền cảnh võ giả, vượt qua xa xôi như thế đường xá, đều không chắc chắn có thể đủ cam đoan an toàn của mình, thì càng không cần phải nói Sở Kiếm Thu một cái chỉ là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả. Cho nên, Thanh Tú thiếu nữ chỉ cho là Sở Kiếm Thu là không muốn nói ra lai lịch của hắn. Mới tùy tiện tìm một cái hoang đường mượn cớ lừa gạt chính mình ta đều đã nói nếu như ta nói thật mà nói ngươi thì sẽ không tin tưởng sở kiếm thu mỉm cười nói đối với thanh tú thiếu nữ vừa rồi lời kia sở kiếm thu cũng không để bụng dù sao đối với một người xa lạ tới nói không tin hắn mà nói mới là bình thường nếu như tin tưởng hắn mà nói đó mới là không bình thường tính toán không cùng ngươi giật chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi thanh tú thiếu nữ đứng dậy nói nơi này chính là ở vào băng lương sơn mạch chỗ sâu khắp nơi tràn đầy hung hiểm bây giờ lữ xa sư huynh bọn hắn lại chạy chỉ còn lại hai người chúng ta ở đây nhưng rất không an toàn mặc dù nàng hôm nay vận khí rất là không tệ những yêu thú kia chạy đến trước mặt nàng tới thường thường liền tự mình hóng gió nhưng mà nàng cũng không thể cam đoan vận khí của nàng mãi mãi cũng hảo như vậy Nói xong, Thanh Tú thiếu nữ xoay người sang chỗ khác. Liền muốn lần nữa đem Sở Kiếm Thu cõng lên, Lâm, cô nương, ta bây giờ thương thế gần như khỏi hẳn, chính ta đi đường đi. Không cần làm phiền ngươi đến cõng." Sở Kiếm Thu vội vàng khoát tay áo nói, nói xong, hắn lập tức từ dưới đất đứng lên. "Ai nha, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, liền ngươi chút thực lực ấy. Vạn nhất gặp phải yêu thú, ngươi chạy đều chạy không thắng những yêu thú kia." thanh tú thiếu nữ lại là tức giận nói đến lúc đó ngươi nếu là chạy chậm bị yêu thú ngăn cản chẳng phải là muốn liên lụy bản cô nương bản cô nương còn không có chán sống không muốn bồi tiếp ngươi cùng chết tại trong băng lương sơn mạch này nói xong thanh tú thiếu nữ không nói lời gì trực tiếp một cái kéo qua sở kiếm thu đem hắn vác tại mình trên lưng sở kiếm thu thương thế chưa lành thực lực càng là liền một phần trăm đều không có khôi phục luận khí lực phương diện thật đúng là không bằng thanh tú thiếu nữ chỉ có thể lần nữa bị nàng cưỡng ép phát tại trên lưng đương nhiên sở kiếm thu chỉ là trên xác thịt thực lực còn không có khôi phục nhưng mà hắn thần hồn phương diện thực lực lại là cũng không có bị hao tổn bao nhiêu chỉ là bằng vào thanh dương tuyệt hồn thuật tạo nghệ hắn bây giờ cũng có thể dễ dàng quét ngang phi thăng cảnh hậu kỳ trở xuống võ giả phía trước công kích thanh tú thiếu nữ những yêu thú kia liền tất cả đều là bị hắn dùng thanh dương tuyệt hồn thuật làm cho động kinh, nhưng sở kiếm thu. Tự nhiên không có khả năng sử dụng thanh dương tuyệt hồn thuật đi đối phó cái này thanh tú. Thiếu nữ tốt xấu nhân ra cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Mặc dù thanh tú thiếu nữ chữa thương đan dược đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng mà thanh tú thiếu nữ tại hắn lúc hôn mê, bảo vệ được hắn, đối với hắn ý nghĩa. Lại là trọng đại vô cùng tại hắn lâm vào trong lúc hôn mê, bởi vì thức hải phong tỏa. Thôn thiên hồ căn bản là không có cách từ hỗn độn đến tôn tháp đi ra. Cũng liền căn bản là không có cách bảo hộ hắn. Nếu là khi đó, chạy tới một đầu yêu thú, lại hoặc là lữ viễn hòa tóc đỏ nữ tử bọn người. Cho hắn đi lên một đau, vậy hắn cái này bản tôn, vậy thì thật sự có thể muốn mất mạng, cho nên. Đối với cái này thanh tú thiếu nữ ân cứu mạng, sở kiếm thu vẫn là rất cảm kích cái này cũng là vì sao hắn không có lập tức để cho thôn thiên hổ mang chính mình rời đi mà là đi theo cái này thanh tú thiếu nữ bên người mục đích cũng là vì báo đáp thanh tú thiếu nữ ân tình bị thanh tú thiếu nữ cưỡng ép kéo đến trên lưng sở kiếm thu trong lòng không khỏi một hồi không thể làm gì cũng chỉ có thể cho phép nàng thanh tú thiếu nữ cõng sở kiếm thu một mực hướng về băng lương sơn mạch đi ra bên ngoài dọc theo đường đi nàng cũng gặp phải không ít yêu thú tập kích nhưng những thứ này yêu thú đều không ngoại lệ chỉ cần một khi tới gần nàng liền lập tức bắt đầu hóng gió bị nàng dễ dàng đánh chết từ băng lương sơn mạch chỗ sâu một mực đi ra ngoài quá trình bên trong để cho nàng chỉ là nhặt cao dai yêu thú thi thể đều nhặt được nương tay lần này nàng kiếm tài phú đoán chừng đều có thể đạt đến mấy chục ức bát phẩm linh thạch Chương 4042 rời đi Băng Lương Sơn Mạch. Thanh Tú thiếu nữ cõng sở kiếm thu tại Băng Lương Sơn Mạch chỗ sâu đi 4 năm ngày thời gian. Cuối cùng đi ra Băng Lương Sơn Mạch. Tại cái này 4 năm ngày thời gian bên trong, tại Sinh Mệnh Nguyên Châu cái kia vô cùng cường đại sinh mệnh chi lực tầm bổ phía dưới. Thương thế mặt ngoài sở kiếm thu đã tốt 7, 8 phần, về mặt thực lực. Cũng đại khái khôi phục 1 phần 3 bất quá sinh mệnh nguyên châu đối với hắn thương thế trị liệu cũng chỉ có thể đến một bước này còn dư lại chỉ có thể là chậm rãi điều dưỡng phương diện huyết mạch thương thế cùng sinh mệnh căn nguyên những cái kia tổn thương không phải sinh mệnh nguyên châu liền có thể trong ngắn hạn chữa khỏi cái này cần sở kiếm thu luyện hóa số lớn bảo vật tài nguyên mới có thể bổ sung về được khi bọn hắn ra băng lương sơn mạch đi tới băng lương sơn mạch chân núi thời điểm thế mà ngoài ý muốn lần nữa đụng phải lữ viễn một đoàn người lữ viễn bọn người mặc dù đi trước một bước nhưng mà trợ giúp để bọn hắn nhưng không có sở kiếm thu dọc theo đường đi gặp phải một chút yêu thú cường đại bọn hắn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể từ những cái kia hung mãnh yêu thú dưới vuốt đào thoát lúc vào núi bọn hắn hòa thanh tú thiếu nữ cùng một chỗ bởi vì có sở kiếm thu ở bên người tự nhiên thuận lợi vô cùng nhưng khi bọn hắn bỏ xuống thanh tú thiếu nữ chạy trốn mốt mình muốn từ băng lương sơn mạch chỗ sâu đi ra nhưng là không phải một chuyện dễ dàng trước đây bọn hắn tại đi vào còn có mười mấy tên võ giả nhưng bây giờ sống sót từ băng lương sơn mạch bên trong đi ra võ giả lại chỉ còn lại giải rác mấy người liền một nửa cũng chưa tới người còn lại cũng đã chết ở từ sâu trong băng lương sơn mạch đi ra trên đường Ngữ Cầm Sư muội, ngươi lại còn sống sót? Nhìn. Thấy Thanh Tú thiếu nữ cùng Sở Kiếm Thu từ sâu trong Băng Lương Sơn mạch đi tới. Lữ Viễn một đoàn người, không khỏi vô cùng khiếp sợ nhìn xem Thanh Tú thiếu nữ nói: "Ta. Đương nhiên còn sống a." À, thanh Tú thiếu nữ nghe vậy, vừa cười vừa nói: "Ngữ Cầm Sư muội, ngươi là thế nào từ đầu kia nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng thủ hạ chạy?" Trốn, Lữ Viễn một mặt kinh nghi mà nhìn xem Thanh Tú thiếu nữ hỏi: "A, à đầu kia hắc hùng, đang chạy đến trước mặt ta thời điểm, trong lúc đột ngột, lại hóng gió. Đã bị ta giết đi. Thanh tú thiếu nữ cũng không có dấu giếm, đúng sự thật nói, cái gì? Bị ngươi giết, nghe. Được thanh tú thiếu nữ lời này, lữ viễn càng thêm chấn kinh, hắn rung động thật lâu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên sở kiếm thu trên thân. Phát sinh ở lâm ngữ cầm trên thân này quỷ dị vô cùng sự tình, có thể hay không? Thật là cái này thần bí thiếu niên nguyên nhân, dù sao, Lâm Ngữ cầm trước hôm nay. Nhưng không có loại này bản sự, hết thảy cũng là tại nàng cứu được cái này thần bí thiếu niên sau đó phát sinh. Nhưng cái này thần bí thiếu niên, rõ ràng cũng chỉ có chỉ là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Làm sao lại nắm giữ to lớn như vậy năng lực, chẳng lẽ hắn là đang cố ý ẩn giấu tu vi? Trên thực tế, lại là một cái thực lực cực kỳ cường đại đại năng. Lữ Viễn Khán lấy đứng tại thanh tú bên cạnh cô gái sở kiếm thu. Trong lòng một hồi kinh nghi bất định nhưng hắn dù cho trong lòng hoài nghi. Cũng không dám ra tay đối với sở kiếm thu tiến hành thăm dò. Nếu là sở kiếm thu chỉ là bình thường tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả vưu tự có thể. Nhưng nếu là sở kiếm thu thật là ẩn giấu đi chính mình tu vi đại năng mà nói. Hắn ra tay đối với sở kiếm thu tiến hành thăm dò sẽ chỉ là tự tìm đường chết đúng, Lữ Viễn Sư Huynh, những người khác đâu, làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi, Thanh. Tú thiếu nữ liếc mắt nhìn Lữ Viễn bên cạnh những cái kia võ giả, nghi ngờ hỏi. Ngữ cầm sư muội kể từ chúng ta cùng ngươi sau khi tách ra. Liền liên tiếp gặp băng lương sơn mạch chỗ sâu những cái kia thực lực cường hãn yêu thú tập. Sát rất nhiều sư huynh đệ đều rời đi băng lương sơn mạch chỗ sâu trên đường. Bị những yêu thú kia ăn. Lữ viễn bên cạnh, tên kia bội kiếm thanh niên, thần sắc ảm đạm nói, cái gì? Đều bị những yêu thú kia ăn, nghe nói như thế. Thanh tú thiếu nữ không khỏi giật mình vô cùng nói, tại sao có thể như vậy? Ngữ cầm sư muội băng lương sơn mạch chỗ sâu. Vốn cũng không phải là lấy thực lực của chúng ta. Có thể xâm nhập được, phía trước chúng ta là dựa vào mặt ngươi ở phía trước mở đường. Cho nên mới có thể một mực xâm nhập đến băng lương sơn mạch khu vực hạch tâm tại cùng ngươi sau khi tách ra, chúng ta đại bộ phận sư huynh đệ đều không phải là những cái kia thực lực cường hãn yêu thú đối thủ, cho nên mới có thể xuất hiện thảm trọng như vậy thương vong. Bội kiếm thanh niên không khỏi cười khổ một tiếng nói: Sớm biết Lâm Ngữ Cầm vận khí hảo như vậy, bọn hắn trước đây liền không nên bỏ xuống Lâm Ngữ Cầm một người chạy trốn. Bọn hắn lưu lại Lâm Ngữ Cầm bên người, nói không chừng tình huống muốn so bây giờ tốt hơn nhiều đâu nghe được bội kiếm thanh niên lời này thanh tú thiếu nữ không khỏi một trận trầm mặc nàng không nghĩ tới lần này đi ra lịch luyện thế mà lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy thương vong cái này khiến nàng vốn là bởi vì thu hoạch cực lớn mà vui vẻ vô cùng tâm tình đều lập tức bị tách ra những cái kia đồng môn sư huynh đệ có lẽ bình thường đối với nàng cũng không tính tốt bao nhiêu nhưng dù nói thế nào bọn hắn cũng là đồng môn của nàng sư huynh đệ xuất hiện loại tình huống này trong nội tâm nàng cũng rất là khổ sở nhưng đối với kết quả này nàng cũng là không thể làm gì bởi vì trước đây cũng không phải nàng bỏ xuống những sư huynh đệ kia nhóm tự mình chạy trốn mà là những sư huynh đệ kia bỏ lại nàng chạy trốn đi việc đã đến nước này cũng không cần lại đi xoắn suýt chuyện này cũng may chúng ta lần này xâm nhập băng lương sơn mạch chỗ sâu, cũng thu hoạch không nhỏ. Cũng không tính là trắng hao tổn nhiều như vậy nhân thủ. Tóc vàng thanh niên lữ viễn khoát tay áo nói, thanh tú thiếu nữ nghe nói như thế. Không khỏi nhìn hắn một cái. Đối với lữ viễn lời này, trong nội tâm nàng là phi thường không đồng ý, một chút bảo vật tai. Nguyên, có thể cùng những cái kia sư huynh đệ tính mệnh so sánh sao, tiền có thể chậm rãi kiếm, lời, nhưng mà mất mạng vậy coi như cái gì cũng không còn. Tất nhiên Ngữ Cầm sư muội cũng từ Băng Lương Sơn mạch đi ra. Vậy chúng ta liền cùng đi phần võ thành, đem thu hoạch lần này bán đi a, à, lữ. Viễn Khán lấy thanh tú thiếu nữ nói, hắn rất muốn biết Lâm Ngữ Cầm lần này. Tại Băng Lương Sơn mạch thu hoạch rốt cuộc lớn bao nhiêu? Không nói trước đằng sau Lâm Ngữ Cầm đến tột cùng thu hoạch như thế nào? chỉ là bọn hắn tách ra phía trước, lâm ngữ cầm liền được số lớn cao dài yêu thú thi thể. Nếu như đầu kia nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng, thật là nàng giết mà nói, vậy nàng trong tay. Nhưng là nắm giữ một đầu nửa bước phi thăng cảnh yêu thú thi thể. Đây chính là có thể bán đại giới tiền đồ vật. Hơn nữa, khối đá kia phía dưới gốc kia cửu dai hạ phẩm linh dược. Đoán chừng cuối cùng cũng rơi vào lâm ngữ cầm trong tay, lâm ngữ cầm bây giờ tài sản đoán chừng sẽ phi thường kinh người nghĩ đến lâm ngữ cầm trên thân bây giờ có được một bút to lớn vô cùng tài phú lữ viễn trong lòng cũng không khỏi một hồi dục dịch nhưng cân nhắc đến lâm ngữ cầm bên người còn có một vị không biết nội tình thiếu niên thần bí lữ viễn trong lòng mặc dù lửa nóng nhưng lại vẫn là gắng gượng đem cái kia một cỗ xúc động cho kiềm chế xuống dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ ân tốt a à. Nghe được Lữ Viễn lời này, thanh tú thiếu nữ lâm ngữ cầm gật đầu một cái nói, kế tiếp. Một đoàn người rời đi băng lương sơn mạch chân núi, hướng về phần võ thành phương hướng bay đi. chương 4043 Võ Thành Phần võ thành, ở vào băng lương sơn mạch phía đông một nghìn ức bên trong chỗ. Là một tòa phương viên trên ức dặm đại thành, từ tòa thành lớn này trên quy mô đến xem. So với lớn phẳng bóng phụ cận đại bình thành, cũng là không kém cỏi chút nào mọi người đi tới phần võ thành sau trực tiếp thẳng hướng lấy trong thành bảo thông thương đi phương hướng đi đến bảo thông thương giữa các hàng phụ trách tiếp đãi bọn hắn là một vị lão già tóc hoa dâm Đội trưởng lão chúng ta muốn bán ra một chút yêu thú thi thể và linh dược lữ viễn đối với tên kia lão già tóc trắng chắp tay thi lễ một cái nói rất rõ ràng hắn cùng vị này họ khâu lão già tóc trắng rất là rất quen ân đi theo ta a à, lão già tóc trắng gật đầu một cái nói nói xong hắn quay người rời đi mang theo đám người đi tới một tòa rất là rộng lớn trong đại điện muốn giao dịch yêu thú thi thể tự nhiên phải có một cái rộng rãi sân bãi phải biết một chút yêu thú hình thể nhưng là phi thường khổng lồ nếu là một chút tiểu nhân gian phòng nói không chừng yêu thú thi thể vừa lấy ra liền phải đem cả phòng đều cho chen bể có đồ vật gì liền lấy ra đến đây đi các ngươi cũng không phải lần thứ nhất tới giao dịch quy củ các ngươi đều hiểu chờ đến đến cung điện kia sau lão già tóc trắng nhìn mọi người một cái nói chúng ta biết lữ viễn nghe vậy cười một cái nói nói xong hắn đầu tiên đem chính mình trong không gian giới chỉ bảo vật từng cái từng cái mà lấy ra mỗi lấy ra một kiện lão già tóc trắng liền giám định một phen cấp ra giá cả liền thu vào hắn trong không gian giới chỉ theo Lữ Viễn lấy ra yêu thú thi thể và đủ loại linh. Dược cao cấp càng ngày càng nhiều, lão già tóc trắng sắc mặt không khỏi khẽ biến. Các ngươi đây là chạy đến Băng Lương Sơn mạch chỗ sâu đi, lão. Già tóc trắng nhìn xem Lữ Viễn, có chút giật mình nói, Lữ Viễn lần này lấy ra rất nhiều thiên. Tài địa bảo, đó cũng đều là Băng Lương Sơn mạch khu vực trung tâm mới có thể có bảo vật tại băng lương sơn mạch ngoại vi căn bản tìm không thấy cao cấp như thế bảo vật cũng không khả năng sẽ có cao như vậy ra yêu thú băng lương sơn mạch càng là khu vực trung tâm thiên địa linh khí liền càng là nồng đậm sinh trưởng thiên tài địa bảo liền càng là chân quý mà những cái kia yêu thú cường đại bình thường cũng là chiếm cứ tại băng lương sơn mạch chỗ sâu chiếm giữ những cái kia thiên địa linh khí đậm đà chỗ sẽ rất ít chạy đến băng lương sơn mạch ngoại vi. Lữ viễn lần này có thể cầm ra được nhiều như vậy đồ tốt, giải thích duy nhất. Chính là bọn hắn chạy vào băng lương sơn mạch chỗ sâu đi, không? Tệ, chúng ta lần này, đích xác tiến nhập băng lương sơn mạch tương đối sâu vào chỗ. Lữ viễn cười một cái nói. Lá gan của các ngươi, ngược lại là rất lớn, lão. Già tóc trắng nghe vậy, nhìn hắn một cái nói, lấy lữ viễn thực lực của những người này. Tiến vào Băng Lương Sơn mạch chỗ sâu, trên cơ bản chính là tự tìm cái chết. Tại phần võ thành khu vực, bình thường đều là nửa bước phi thăng cảnh võ giả mới dám chân chính xâm nhập Băng Lương Sơn mạch chỗ sâu, hơn nữa cho dù là nửa bước phi thăng cảnh võ giả cũng không dám nói, có thể 100% sống sót từ Băng Lương Sơn mạch khu vực trung tâm đi tới. Bởi vì tại Băng Lương Sơn mạch khu vực trung tâm đây chính là có phi thăng cảnh cường đại yêu thú tồn tại nếu là không cẩn thận gặp phải phi thăng cảnh cường đại yêu thú trên cơ bản cái mạng này liền giao phó tại băng lương sơn mạch chỗ sâu cho nên liền xem như nửa bước phi thăng cảnh võ giả cũng sẽ không thường xuyên chạy đến băng lương sơn mạch khu vực trung tâm chỉ có tại cần lịch luyện hoặc cần tìm kiếm bảo vật thời điểm bọn hắn mới có thể mạo hiểm xâm nhập Cầu phú quý trong nguy hiểm, lòng can đảm không lớn một điểm. Làm sao có thể nhận được lớn cơ duyên bảo vật đâu, Lữ Viễn vừa cười vừa nói, "Vận. Khí của các ngươi, ngược lại là đích xác rất không tệ." Lão già tóc trắng gật đầu một cái nói, "Hắn không có tiếp tục ở đây chuyện bên trên dây dưa tiếp kế tiếp. Tiếp tục giám định Lữ Viễn lấy ra những bảo vật kia cùng yêu thú thi thể, bởi vì lần này Lữ viễn lấy ra đồ vật, giá trị so dĩ vãng lớn, lão già tóc trắng thái độ. Cũng đã chăm chú rất nhiều. Người những bảo vật này, giá trị, hết thảy 250 triệu bát phẩm linh thạch. Người nếu là không có ý kiến, vậy cái này khoản buôn bán, liền như vậy quyết định, lão. Già tóc trắng giám định xong lữ viễn lấy ra những bảo vật kia. Cuối cùng ngẩng đầu đối với lữ viễn nói. Không có ý kiến, không có ý kiến, lữ. Viễn nghe vậy, trong lòng không khỏi một hồi cuồng hỉ. Liên tục gật đầu đạo, 250 triệu bát phẩm linh thạch. Đây là hắn cả một đời cũng không có thấy qua tài phú khổng lồ. To lớn như vậy một bút tài phú, đều không khác mấy có thể bì kịp được một chút thông thường phi. Thăng cảnh sơ kỳ cường ra tài sản. Lần này tiến vào băng lương sơn mạch chỗ sâu, thật sự là quá đáng giá. Mặc dù chết không ít đồng môn sư huynh đệ thậm chí ngay cả tóc đỏ nữ tử đều bị đầu kia hắc hùng giết đi nhưng là cùng hắn thu hoạch lần này so sánh những cái kia đồng môn tính mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới về phần hắn tình lữ tóc đỏ nữ tử một nữ nhân mà thôi không có còn có thể lại tìm huống hồ cũng chính là tóc đỏ nữ tử đem lại này tình lữ quan hệ coi ra gì lữ viễn kỳ thực đối với chuyện này là không quá coi là thật hắn cùng tóc đỏ nữ tử quan hệ qua lại cũng chỉ bất quá là cùng nàng chơi đùa mà thôi sau khi lữ viễn đã đạt thành giao dịch kế tiếp bội kiếm thanh niên chờ võ giả cũng nhao nhao lấy ra bảo vật của mình đến cho lão già tóc trắng giám định bội kiếm thanh niên đám người thu hoạch mặc dù còn kém rất rất xa lữ viễn nhưng mà cũng so với bọn hắn dĩ vãng tiến vào băng lương sơn mạch lịch luyện đạt được bảo vật cộng lại đều phải hơn rất nhiều đợi đến tất cả mọi người đều hoàn thành giao dịch sau đó lúc này mới tới lượt đến thanh tú thiếu nữ lâm ngữ cầm vốn là lão già tóc trắng là không quá đem lâm ngữ cầm coi ra gì dù sao lâm ngữ cầm một cái chỉ là đại thông huyền cảnh trung kỳ võ giả lại có thể thu được vật gì tốt bất quá khi lâm ngữ cầm vung tay lên lấy ra một đầu hình thể khổng lồ gấu đen thời điểm lão già tóc trắng trong nháy mắt liền bị kinh hãi đây là Lão già tóc trắng nhìn xem con gấu đen này, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Hắn nhịn không được rụi rụi con mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Đợi đến hắn xác nhận con gấu đen này. Đích đích xác xác là nửa bước phi thăng cảnh yêu thú thời điểm. Lão già tóc trắng lập tức nhịn không được thở một hơi lãnh khí, lâm. Cô nương, con gấu đen này, là ngươi giết. Lão già tóc trắng nhìn xem lâm ngữ cầm, một mặt khiếp sợ hỏi, ân, không tệ. Thanh tú thiếu nữ lâm ngữ cầm gật đầu một cái nói, nghe được thanh tú thiếu nữ lời này. Lão già tóc trắng không khỏi lần nữa hít một hơi thật sâu. Lữ viễn tại nhìn thấy thanh tú thiếu nữ lấy ra cỗ này nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng thi thể. Thời điểm cũng đồng dạng không khỏi trên mặt biến sắc. Mặc dù phía trước lâm ngữ cầm nói, đầu kia nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng, bị nàng giết đi. Nhưng mà lữ viễn trong lòng, vẫn là có mấy phần không phải rất tin tưởng cho tới bây giờ, chính mắt thấy đầu này nửa bước phi thăng cảnh gấu đen thi thể. Lữ Viễn mới biết được, Lâm Ngữ cầm lời nói không hoa con. Gấu đen này thi thể, định giá nghìn vạn bát phẩm linh thạch, Lâm cô nương thấy thế nào? Nửa ngày đi qua, lão già tóc trắng lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Lâm Ngữ cầm nói. Chương 4044 thanh tú thiếu nữ thu hoạch. 5.000 vạn bát phẩm linh thạch ta nói lão đầu, ngươi cái này đen phải có điểm quá mức a, à? đang lúc thanh tú thiếu nữ muốn đáp ứng lúc này một thanh âm vang lên đám người quay đầu nhìn lại đã thấy đến người lên tiếng là đứng tại lâm ngữ cầm bên người sở kiếm thu lão già tóc trắng vốn là nghe nói như vậy thời điểm trong lòng còn nhịn không được cả kinh chỉ nói là chính mình đen lâm ngữ cầm ý đồ bị nhìn thấu nhưng khi hắn nhìn thấy người mở miệng lại là một cái chỉ có khu khu tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong sâu kiến thời điểm sắc mặt của hắn lập tức không khỏi trầm xuống. Người một cái khu khu tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong sâu kiến, biết cái gì? Người có thể biết cái này gấu đen giá trị có bao nhiêu, 5.000 vạn bát phẩm linh thạch. Lão Phu cũng đã là xem ở đại gia là khách quen phân thượng. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm sở kiếm thu, trầm mặt nói. Xem ở là khách quen phân thượng, cho nên, người liền muốn giết quen, sở. Kiếm thu nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, 5.000 vạn bát phẩm linh thạch. Cái này chỉ là bình thường nửa bước phi thăng cảnh yêu thú giá quy định. Con gấu đen này, ngoại trừ đầu bị hao tổn, địa phương khác bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa. Con gấu đen này huyết mạch đẳng cấp không thấp. Cũng không là bình thường nửa bước phi thăng cảnh yêu thú có thể so sánh. 5.000 vạn bát phẩm linh thạch người cũng nghĩ mua xuống như thế một đầu bảo tồn hoàn hảo hơn nữa huyết mạch đẳng cấp còn không thấp nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng nói xong sở kiếm thu lại quay đầu đối với thanh tú thiếu nữ nói lâm cô nương một ức bát phẩm linh thạch nếu như hắn không mua người liền không bán đầu này nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng người tùy tiện tại trên chợ đen tìm một cái sạp hàng bãi xuống bán ra giá cả bảo đảm đều so lão nhân này mở ra giá cả cao hơn tiểu tử, người đừng muốn ở đây nói hưu nói vượn, yêu ngôn hoặc chúng. Nghe được sở kiếm thu lời này, lão già tóc trắng lập tức căm tức nhìn một mắt sở kiếm thu. Nói, người một cái khu khu tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong sâu kiến. Cũng có thể biết nửa bước phi thăng cảnh yêu thú giá trị, quả thực là chê cười. Chỉ sợ trước hôm nay, người liền nửa bước phi thăng cảnh yêu thú một cọng lông. Cũng không có gặp qua chưa, thế mà liền dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi nói xong hắn lại quay đầu đối với lâm ngữ cầm nói lâm cô nương người đừng muốn nghe tiểu tử này nói lung tung lão phu mở ra giá cả tuyệt đối là lương tâm giá cả cam đoan sẽ không đen lâm cô nương thanh tú thiếu nữ nhìn một chút lão già tóc trắng lại quay đầu nhìn một chút sở kiếm thu một đôi tú khí mắt to nháy mấy lần cuối cùng vẫn nói khâu trường lão đầu này nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng ta tạm thời không có ý định bán cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng sở kiếm thu, bởi vì nàng cảm giác. Sở kiếm thu không có đạo lý sẽ lừa nàng. Đừng a à, lâm cô nương. Nghe được lâm ngữ cầm lời này. Lão giả tóc trắng sắc mặt không khỏi cứng đờ, hắn cắn răng một cái. Giả trang ra một bộ dáng vẻ nhịn đau nói, tốt như vậy. Lão phu cho ngươi thêm thêm hai ngàn vạn bát phẩm linh thạch, lấy bảy nghìn vạn bát phẩm linh thạch mua xuống ngươi con gấu đen này, ngươi xem coi thế nào. Thanh tú thiếu nữ nghe vậy, lập tức càng thêm khẳng định lão nhân này. Phía trước chính là định nói xấu nàng. Bất quá, 7.000 vạn bát phẩm linh thạch. Cái này cũng đã coi như là một bút cực kỳ to lớn gia tài, nàng trước đó chỗ tiền kiếm được. Cộng lại, đều không đạt được 7.000 vạn bát phẩm linh thạch cho nên, đối với cái giá tiền này. Thanh tú thiếu nữ vẫn là rất động tâm. Nhưng ở làm ra quyết định phía trước. Thanh tu thiếu nữ vẫn là quay đầu nhìn về phía Sở Kiếm Thu. Muốn nhìn một chút Sở Kiếm Thu là thấy thế nào, lão. Đầu ta đều đã nói, một ức bát phẩm linh thạch thiếu một khối linh thạch cũng không bán. Sở Kiếm Thu nhìn thấy thanh tu thiếu nữ nhìn lại, tự nhiên cũng sẽ không để nàng ăn thiệt thòi. Lập tức cười lạnh một tiếng, đối với ông lão tóc trắng kia nói. Tiểu tử, ngươi đừng muốn ở đây quấy rối, đây là Lâm cô nương đồ vật cũng không phải ngươi. Người ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì kinh, lão. Già tóc trắng nghe được sở kiếm thu lời này, không khỏi có chút tức hồn hển nói. Vốn là, nếu như không có sở kiếm thu từ trong cản trở, cái này một bút mua bán. Hắn có thể kiếm một món hời, hắn kiếm được càng nhiều. Có thể có được trích phần trăm cũng càng nhiều. Tiểu tử thúi này, quả thực là tại đánh gãy tài lộ của hắn. Cái này khiến lão già tóc trắng làm sao không giận, nhưng mà tại trong bảo thông thương hành chi, hắn lại không dám đối với sở kiếm thu như thế nào. Bảo thông thương hành quy củ, là phi thường xâm nghiêm. Đối với bảo thông thương hành bên trong bộ nhân viên, dám can đảm vi phạm bảo thông thương hành quy củ, bảo thông thương hành xử phạt. Sẽ càng thêm nghiêm khắc, bởi vì cái này dính đến bảo thông thương hành danh dự vấn đề, bảo thông thương hành xử lý. Là tuyệt đối sẽ không nương tay, bảo thông thương hành sinh ý xem trọng một cái ngươi tình ta nguyện là tuyệt đối không cho phép ép mua ép bán. Có lẽ bọn hắn những thứ này bảo thông thương hành trưởng lão. Có thể trong âm thầm chơi một chút không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ. Tỉ như giống lần này dạng này, nếu là hắn mở ra 5.000 vạn bát phẩm linh thạch giá cả. Lâm ngữ cầm cũng nguyện ý bán, cái này đồng dạng cũng là tại bảo thông thương hành quy củ bên. Trong, dù sao, hắn dựa vào bản thân bản sự, nói tiếp sinh ý bảo thông thương hành cũng nhạc kiến kỳ thành, nhưng nếu là hắn dám can đảm bức hát yêu ta khách. Nhân, ép mua ép bán mà nói, cái kia bảo thông thương hành. Nhưng là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên, dù cho lão già tóc trắng trong lòng đối với sở kiếm thu rất là tức giận. Nhưng cũng cầm sở kiếm thu không thể làm gì, khâu. Trường lão, con gấu đen này, ta vẫn trước tiên không bán. Thanh tú thiếu nữ nhìn xem lão già tóc trắng, nháy mắt nói. Tính toán, tính toán, một ức bát phẩm linh thạch, liền một ức bát phẩm linh thạch a. Cũng chính là xem ở Lâm cô nương các ngươi là khách quen phân thượng, hôm nay cuộc mua bán này. Lão phu liền không kiếm tiền, coi như là kết giao bằng hữu. Lão già tóc trắng nghe được Lâm ngữ cầm lời này, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Sở kiếm thu mở ra cái giá tiền này đem hắn nắm đến cực chết, một ức bát phẩm linh thạch mua xuống đầu này nửa bước phi thăng cảnh. Hắc hùng, mặc dù mở ra giá cả không thấp, nhưng mà hắn vẫn có kiếm. Chỉ có điều kiếm được ít một chút mà thôi. Nếu thật là không kiếm tiền sinh ý, hắn chịu làm mới là lạ ách. Xem ở khâu trường lão như thế thành ý tràn đầy phân thượng. Vậy ta cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Thanh tú thiếu nữ mặt mũi bay lên nói nàng cũng không có nghĩ đến đầu này nửa bước phi thăng cảnh hắc hùng thế mà giá trị nhiều tiền như vậy sở kiếm thu cái này mới mở miệng trực tiếp để cho nàng kiếm nhiều một lần tiền thanh tú thiếu nữ nhịn không được liếc sở kiếm thu một cái trong lòng âm thầm cô tiểu tử này giống như có chút không đơn giản a à. hắn một cái chỉ là tiểu thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao lại có thể như thế tinh tường một đầu nửa bước phi thăng cảnh yêu thú giá trị đem vị này bảo thông thương hành khâu trường lão, cho nắm đến xít sao. Đang bán ra con gấu đen này sau đó, thanh tú thiếu nữ lại liên tiếp lấy ra số lớn bảo vật. Trong đó, có không dưới trên trăm cỗ cao dài yêu thú thi thể. Còn rất nhiều cao cấp thiên tài địa bảo, nàng lấy ra bảo vật nhiều, đẳng cấp cao. Lệnh lão già tóc trắng chấn động vô cùng. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái chỉ là đại thông huyền cảnh trung kỳ võ giả là thế nào thu được như thế lượng lớn bảo vật. Chương 4045 sắp chia tay lễ vật. Lâm cô nương, ngươi tất cả bảo vật cộng lại, hết thảy giá trị 61 ức bát phẩm linh thạch. Lão già tóc trắng cuối cùng nhìn xem thanh tú thiếu nữ nói, bởi vì có sở kiếm thu ở một bên nhìn chăm chăm. Hắn hướng lâm ngữ cầm thu mua những bảo vật này, rất khó chiếm được rất lớn tiện nghi. Chỉ có thể coi là là bình thường bình thường giao dịch. Nhưng bởi vì cái này một vụ giao dịch số lượng quá mức khổng lồ. Dù cho chỉ là dựa theo bình thường tiêu chuẩn giao dịch, hắn cũng vẫn là có thể kiếm lời không ít, hảo, hảo, vậy làm phiền Đôi trưởng lão. Thanh Tú thiếu nữ Lâm Ngữ cầm nghe nói như thế, trong lòng lập tức không khỏi một hồi cuồng hỉ. Mặt mày hớn hở nói, 61 ức bát phẩm linh thạch, chuyện này đối với nàng tới nói. Quả thực là một con số khổng lồ một dạng tài phú lấy được như thế một món tài sản khổng lồ sau đó. Nàng có thể mua rất nhiều tài nguyên tu luyện, trở về cho mình tộc nhân, nếu như lão tổ biết mình kiếm lời khoản tiền lớn như vậy. Nghĩ đến cũng sẽ thật cao hứng a. Một bên Lữ Viễn, khi nghe đến cái số này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi một hồi cuồng loạn, 61 ức bát phẩm linh thạch. Cái này cũng đã không sai biệt lắm tiếp cận một cái phi thăng cảnh trung kỳ cường giả tài sản hắn mặc dù đoán được lâm ngữ cầm thu hoạch lần này sẽ rất lớn thế nhưng là cũng không có nghĩ đến lâm ngữ cầm thu hoạch thế mà lại lớn đến mức này to lớn như vậy một bút tài phú đã đáng giá hắn bốc lên bất kỳ phong hiểm lữ viễn khán một mắt lâm ngữ cầm ánh mắt một hồi lấp lóe thanh tú thiếu nữ lâm ngữ cầm tại cùng lão già tóc trắng kết toán tinh tường giao dịch sau đó lại tại bảo thông thương giữa các hàng mua không ít đan dược liền cùng lữ viễn bọn người cùng một chỗ cao hứng bừng bừng rời đi đám người rời đi phần võ thành sau đó cùng một chỗ hướng về phía bắc đi đến lại đi một ngày thời gian sau lữ viễn bỗng nhiên dừng bước đối với lâm ngữ cầm nói ngữ cầm sư muội ngươi còn dự định mang theo tiểu tử này tới khi nào chẳng lẽ ngươi còn dự định mang theo hắn trở về tông môn hay sao ngươi cũng không nên quên chúng ta tông môn là cấm mang ngoại nhân đi vào thanh tú thiếu nữ lâm ngữ cầm nghe nói như thế lập tức không khỏi sững sờ nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu cuối cùng quay đầu đối với sở kiếm thu nói uy sở kiếm thu xin lỗi rồi ta không thể tiếp tục đem ngươi mang theo bên người chúng ta tông môn có quy củ không thể mang ngoại nhân trở về cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể phân biệt cùng sở kiếm thu ở chung được nhiều ngày như vậy nói thật trong nội tâm nàng vẫn là thật không bỏ liền như vậy cùng sở kiếm thu tách ra cùng sở kiếm thu cùng một chỗ cần phải so cùng lữ viễn bọn người ở chung để cho nàng vui vẻ nhiều nàng tâm địa mặc dù thiện lương thế nhưng là cũng không đại biểu nàng là một cái đồ đần mặc dù mãi cho tới bây giờ nàng cũng không biết sở kiếm thu đến tột cùng là người nào ngoại trừ biết sở kiếm thu tên đối với sở kiếm thu phương diện khác đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng nàng ít nhất có thể đủ cảm nhận được cùng sở kiếm thu ở chung lúc cái kia một cỗ chân thành cùng ấm áp mà cái này một loại cảm giác nàng từ lữ viễn trên thân đám người là căn bản không cách nào cảm nhận được sở kiếm thu nghe nói như thế cũng không khỏi hơi sững sờ tiếp đó hắn cười một cái nói cũng tốt cái tốt nào cũng có kết thúc bất quá vì cảm tạ lâm cô nương ân cứu mạng ta có chút đồ vật muốn tặng cho lâm cô nương nói xong sở kiếm thu lấy ra một cái không gian giới chỉ cùng một đạo linh phù đưa cho lâm ngữ cầm nói lâm cô nương hai thứ đồ này là ta một điểm nho nhỏ tâm ý xin hãy nhận lấy đạo này linh phù là một cái phù bình an có thể bảo đảm lâm cô nương bình an còn xin lâm cô nương đeo ở trên người không cần thu vào không gian pháp bảo bên trong ân hảo lâm ngữ cầm nghe vậy cũng không có chối từ trực tiếp nhận sở kiếm thu đưa tới hai loại lễ vật sở kiếm thu cho nàng hai dạng đồ vật nhìn bình thường rõ ràng không phải thứ quý trọng gì nếu là sở kiếm thu tấm lòng thành nàng cũng không tốt chối từ miễn cho để cho sở kiếm thu khó xử sau đó nàng cũng lấy ra một cái thông tin ngọc phù đưa cho sở kiếm thu nói sở kiếm thu cái này thông tin ngọc phù ngươi cũng nhận lấy nếu như ngươi gặp phải phiền toái gì không giải quyết được mà nói cũng có thể liên hệ ta chỉ cần ta giúp được một tay mà nói tuyệt đối sẽ trước tiên đuổi tới ân vậy thì cảm ơn lâm cô nương sở kiếm thu cười cười nhận lâm ngữ cầm đưa tới viên kia thông tin ngọc phù hướng lâm ngữ cầm chắp tay nói lâm cô nương cái kia sở mẫu xin từ biệt về sau có duyên gặp lại sở kiếm thu gặp lại Lâm ngữ cầm nghe vậy, có chút không thôi phất phất tay nói, gặp lại, sờ. Kiếm thu cuối cùng chắp tay hướng lâm ngữ cầm thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem sở kiếm thu dần dần biến mất ở xa xa bóng lưng, lâm ngữ cầm đứng tại chỗ. Thật lâu ngưng mắt, một đôi mắt đẹp bên trong, đầy vẻ không muốn thần sắc ngữ. Cầm sư muội chúng ta cần phải đi, lữ viễn khán lấy nàng nhắc nhở, ân, tốt, lữ viễn sư huynh lâm ngữ cầm từ chân trời thu hồi ánh mắt lấy lại tinh thần gật đầu một cái nói lâm ngữ cầm nhìn một chút trong tay sở kiếm thu đưa cho nàng hai loại lễ vật một cái không gian giới chỉ một cái phù bình an mặc dù nàng và sở kiếm thu bèo nước gặp nhau ở chung thời gian cũng không dài nhưng mà một đoạn này thời gian lại có chút đáng giá kỷ niệm dù sao nàng thế nhưng là cõng sở kiếm thu một mực xâm nhập đến băng lương sơn mạch lại làm bạn từ sâu trong băng lương sơn mạch đi ra dọc theo đường đi mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng đoạn trải qua này lại làm cho nàng vô cùng khắc sâu có lẽ nàng và sở kiếm thu về sau vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nhau nhưng một đoạn này kinh nghiệm lại vô cùng đáng giá nàng hoài niệm đã như vậy vậy cái này hai dạng đồ vật liền lưu lại làm kỷ niệm a à, nghĩ tới đây lâm ngữ cầm đem viên kia không gian giới chỉ đeo ở trên ngón tay đem viên kia phù bình an bỏ vào trong ngực sở kiếm thu để nàng không nên đem cái này phù bình an bỏ vào không gian pháp bảo bên trong mặc dù nàng không rõ sở kiếm thu đến tột cùng là dụng ý gì nhưng y nguyên vẫn là dựa theo sở kiếm thu nói tới đi làm đi qua bảo thông thương làm được sự tình nàng đã vô ý thức nghe theo sở kiếm thu phân phó dựa theo sở kiếm thu lời nói đi làm, bởi vì tại bảo thông thương đi cùng vị kia đồi trưởng lão. Quá trình giao dịch bên trong, sở kiếm thu mà nói. Thế nhưng là để cho nàng kiếm nhiều không ít tiền. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, hướng về phía bắc đi đến, tại lại đi nửa ngày thời gian sau. Đám người tiến nhập một mảnh núi rừng bên trong, lâm ngữ cầm đang tại cúi đầu lúc hành tàu. Đột nhiên, cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ, từ phía sau đánh tới khi cái này một cỗ nguy cơ đánh tới lâm ngữ cầm không khỏi cực kỳ hoảng sợ cái này một cỗ công kích tới quá mức đột nhiên trước đó không có nửa điểm dấu hiệu hơn nữa vừa vặn liền đến từ bên cạnh nàng để cho nàng liền nửa điểm cũng không có chuẩn bị đối mặt cái này một cỗ công kích lâm ngữ cầm liền phản ứng đều căn bản không kịp thì càng không cần phải nói ngăn cản mạng ta xong rồi lúc này lâm ngữ cầm trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt chỉ là, ngay tại lâm ngữ cầm cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, lúc này. Nàng thu vào trong ngực viên kia sở kiếm thu đưa cho nàng phù bình an, lại tại lúc này. Bỗng nhiên oanh một tiếng, bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim quang. Trường 4046 tập kích. Một đạo kim quang này, tại lâm ngữ cầm bên ngoài thân tạo thành một tầng vô cùng cường đại. Phòng ngự quang cháo, chặn bất thình lình hung hiểm nhất kích ầm ầm một hồi kinh thiên động địa tiếng vang tại núi rừng bên trong bộc phát ra. Một kích kia rơi vào trên lâm ngữ cầm bên ngoài thân phòng ngự quang cháo. Không những không cách nào dung chuyển cái này phòng ngự quang cháo. Ngược lại, răng rắc một tiếng, một đạo thanh âm gầy xương truyền đến, cái này sao có thể, lập. Tức, một đạo vô cùng kinh hãi âm thanh vang lên. Lâm ngữ cầm quay người nhìn lại, đã thấy đến lữ viễn đang che lấy tay phải của mình. Một mặt kinh hãi nhìn mình, mà lữ viễn cánh tay phải đã bị chấn động đến mức giống như bánh quay treo tâm thường vặn vẹo nhìn thấy trước mắt một màn này lâm ngữ cầm trong lòng đã minh bạch vừa rồi ra tay với mình người chính là lữ viễn lữ viễn sư huynh ngươi làm cái gì vậy ngươi vì sao muốn giết ta lâm ngữ cầm nhìn xem lữ viễn một mặt không hiểu hỏi nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ nàng và lữ viễn không oán không cừu hơn nữa còn là đồng môn sư huynh muội lữ viễn vì sao muốn ra tay giết nàng bội kiếm thanh niên cùng một đám võ giả cũng bị trước mắt phát sinh một màn này cho choáng váng bọn hắn cũng là từng cái một mặt trấn kinh cùng không hiểu nhìn xem lữ viễn không rõ lữ viễn vì sao muốn làm như vậy lữ viễn rất nhanh đè xuống trong lòng mình kinh hãi hắn nhìn xem lâm ngữ cầm sắc mặt âm trầm nói lâm ngữ cầm đem trên thân tất cả bảo vật cùng linh thạch giao ra ta có thể cân nhắc phóng ngươi một con đường sống, ngươi. Ra tay giết ta, cũng chỉ là vì nhận được trên người ta bảo vật. Lâm ngữ cầm nghe nói như thế, một mặt không thể tin nói, mặc dù trong giới tu hành. Giết người đoạt bảo sự tình, thường xuyên phát sinh, nhưng mà, giữa bọn hắn. Thế nhưng là đồng môn sư huynh muội liền vì một chút bảo vật. Lữ viễn thế mà không tiếc ra tay muốn tính mạng của nàng lại chuyện này quả thực để cho lâm ngữ cầm trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được trước đó lữ viễn đối với nàng mặc dù không tính là tốt bao nhiêu nhưng mà cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cũng vẫn là sẽ đối với nàng chiếu cố một hai muốn nói tại gặp phải sinh tử thời điểm nguy hiểm lữ viễn bỏ lại nàng tự mình chạy trốn điểm này nàng còn có thể lý giải dù sao tại gặp phải sống chết trước mắt cũng không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng vì người khác đứng ra. Nhưng bây giờ, Lữ Viễn thế mà chỉ là vì nhận được trên người nàng bảo vật. Liền chủ động ra tay giết nàng, cái này liền để lâm ngữ cầm cảm giác rất là khó đón nhận, bớt. Nói nhiều lời, mau đem trên người bảo vật giao ra, bằng không. Người hôm nay nhất định phải chết. Lữ Viễn nhìn chằm chằm lâm ngữ cầm. Sắc mặt âm trầm quát lên, hắn tận lực đợi đến sở kiếm thu rời đi về sau mới đúng lâm ngữ cầm động thủ, chính là vì tránh xảy ra bất chắc. Dù sao, sở kiếm thu mặc dù chỉ là một cái chỉ là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng phát sinh ở sở kiếm thu chuyện trên người, thật là quá mức quỷ dị. Kể từ lâm ngữ cầm nhặt được sở kiếm thu sau đó, tại trong băng lương sơn mạch. Liền hoành hành không sợ, tất cả tiếp cận đến nàng phụ cận yêu thú, hoặc là tự giết lẫn nhau. Hoặc là liền tự mình động kinh nếu là một đầu hai đầu yêu thú như thế còn có thể dùng trùng hợp để giải thích nhưng nhiều đến trên trăm đầu yêu thú cũng là như thế đây cũng không phải là trùng hợp đủ khả năng giải thích thông được lữ viễn rất là hoài nghi đây hết thảy cùng sở kiếm thu có liên quan về sau lúc bảo thông thương làm được sở kiếm thu đối với những bảo vật kia giá trị rõ như lòng bàn tay cùng bảo thông thương làm được đồi trưởng lão có kè mặc cả đứng lên cũng là nhẹ nhàng như thường. Khiến cho lão gian cự hoạt đồi trưởng lão cũng rất khó ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Cái này liền để lữ viễn trong lòng. Đối với sở kiếm thu càng thêm kiêng kỵ vì đối với lâm ngữ cầm hạ thủ cho nên. Hắn thật sớm bước lâm ngữ cầm cùng sở kiếm thu tách ra miễn cho xảy ra bất chắc. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới dù cho sở kiếm thu đã rời đi. Hắn vẫn là tập sát lâm ngữ cầm không thành nhìn trước mắt tới rất có thể là sở kiếm thu trước khi đi, tại giao cho lâm ngữ cầm cái kia hai cái lễ vật bên trên. Động tay chân, hắn có thể rất xác định, lâm ngữ cầm trên người mình. Là căn bản không có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy bảo vật. Món bảo vật này hình thành phòng ngự quang cháo, chỉ là bằng lực phản chấn. Thế mà liền để hắn trọng thương, mạnh mẽ như vậy bảo vật, giá trị tất nhiên cực kỳ chân quý. Căn bản không phải lâm ngữ cầm đủ khả năng mua được. Dù cho Lâm Ngữ Cầm tại bán ra lần này tại Băng Lương Sơn mạch lịch luyện đạt được, kiếm lời một số tiền lớn, lấy Lâm Ngữ Cầm tính cách, cũng căn bản không có khả năng cam lòng ra tay mua sắm chân quý như vậy bảo vật. Cho nên, khả năng duy nhất chỉ có thể là xuất hiện ở trước khi đi sở kiếm thu. Đưa cho Lâm Ngữ Cầm cái kia hai cái lễ vật bên trên, Lâm Ngữ Cầm nhìn xem Lữ Viễn. Không khỏi một trận trầm mặc, đoạn thời gian này chuyện xảy ra mang cho nàng sung kích thực sự có chút lớn để cho nàng đối với tình người có càng thêm khắc sâu nhận biết vì bảo vật vì tài phú dù cho liên đồng môn sư huynh muội đều có thể hạ độc thủ lữ viễn sư huynh ngươi đừng vọng tưởng ta là không thể nào sẽ đem bảo vật giao cho ngươi trầm mặc một hồi sau đó lâm ngữ cầm nhìn chằm chằm lữ viễn nói lữ viễn như là đã đối với nàng sinh gia sát tâm vô luận nàng giao không giao ra bảo vật kết quả cũng sẽ không có cái gì hai loại nếu như lữ viễn có thể giết nàng căn bản sẽ không nói nói nhảm nhiều như vậy một phát vừa rồi nàng liền đã mất mạng nếu là lữ viễn không cách nào giết nàng nàng cần gì phải đem bảo vật giao cho lữ viễn chính mình thật vất vả kiếm lời nhiều tiền như vậy lần này cần phải thật tốt mà hồi báo tộc nhân của mình trước kia lâm thị nhất tộc vì bồi dưỡng mình hai tỷ muội thế nhưng là cơ hồ tiêu hao hết tất cả tài nguyên nội tình thậm chí ngay cả tông môn trưởng khống quyền lực cũng giao ra ngoài bây giờ tông môn đại quyền đã đã rơi vào lữ thị một mạch trong tay nếu là hôm nay chính mình đem những bảo vật này tài nguyên giao cho lữ viễn lữ thị một mạch chỉ có thể càng thêm thế lớn mà chỗ ở mình lâm thị nhất tộc dưới tình huống không cách nào cùng lữ thị một mạch chống lại thì sẽ càng thêm thế nhỏ tiểu tiện nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lữ viễn nghe được lâm ngữ cầm lời này sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm dừng duy đi đem tiểu tiện nhân này giết đi đạt được bảo vật chúng ta ba bảy phần lữ viễn quay đầu đối với một bên bội kiếm thanh niên nói lữ viễn sư huynh tha thứ sư đệ khó mà tòng mệnh bội kiếm thanh niên nghe vậy lắc đầu nói chúng ta dù nói thế nào cũng là sư xuất đồng môn há có thể vì từng chút một bảo vật mà đồng môn tương tàn. Loại chuyện này, xin thứ cho sư đệ không cách nào gật bừa. Phía trước tại băng lương sơn mạch chỗ sâu, gặp phải đầu kia gấu đen thời điểm. Hắn bỏ lại lâm ngữ cầm một người, đi theo lữ viễn bọn người chạy trốn. Hắn liền đã lòng mang ái náy, dù sao, hắn cùng lâm ngữ cầm một dạng. Cũng là lâm thị nhất tộc tộc nhân. Bây giờ để cho hắn đối với đồng môn của mình, thậm chí là đồng tộc hạ thủ. Hắn như thế nào có thể sẽ làm được ra loại chuyện này, nghe được bội kiếm thanh niên lời này. Trong mắt Lữ Viễn Lệ mang lóe lên. Hắn chợt tay trái một quyền hướng bội kiếm thanh niên đánh tới. Bội kiếm thanh niên bất ngờ không đề phòng, bị một quyền này bắn cho vừa vặn. Cả người đều bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Chương 4047 Tâm ngoan thủ lạt. Lữ Viễn sư huynh, ngươi, bội kiếm thanh niên vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Lữ Viễn trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc hắn thực sự không nghĩ tới hắn chỉ là không đáp ứng đối với lâm ngữ cầm ra tay mà thôi lữ viễn thế mà liền trực tiếp ra tay đánh giết hắn thực lực của hai người tranh lệch thực sự quá lớn dù cho lữ viễn tại công kích lâm ngữ cầm thời điểm bị lâm ngữ cầm phòng ngự quang cháo phản chấn phía dưới bị thương không nhẹ nhưng bội kiếm thanh niên vẫn như cũ hoàn toàn không phải lữ viễn đối thủ chịu lữ viễn như thế toàn lực một quyền. Bội kiếm thanh niên rất nhanh liền tắt thở, lữ viễn lườm bội kiếm thanh niên thi thể một mát. Ánh mắt âm trầm mà hư lạnh một tiếng, cho thể diện mà không cần, còn giữ ngươi làm gì, lâm. Ngữ cầm nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi bi phẫn vô cùng. Lữ viễn, ngươi cái này không bằng heo chó súc sinh, lâm. Ngữ cầm nhìn chằm chằm lữ viễn, đỏ hồng mắt. Bi phẫn vô cùng nổi giận mắng, nàng bây giờ không có nghĩ đến. Lữ viễn tâm địa thế mà ác độc tới mức như thế, đối với đồng môn sư huynh đệ, nói giết liền giết. Nếu là nói lữ viễn ngấp nghé trên người nàng bảo vật, đối với nàng hạ độc thủ cũng còn chưa lạ. Nhưng mà rừng duy sư huynh, lại vẻn vẹn chỉ là không có nghe hắn mệnh lệnh. Hắn lại cứ như vậy giết rừng duy sư huynh, đối với lâm ngữ cầm giận mắng. Lữ viễn lại là mảy may không để bụng. Cùng lâm ngữ cầm trên thân cái kia nhiều đến 61 ức bát phẩm linh thạch tài phú khổng lầu so sánh mấy cái này đồng môn sư huynh đệ tính mệnh lại coi là cái gì chớ nói chỉ là mấy cái đồng môn sư huynh đệ tính mạng cho dù là hy sinh toàn bộ tông môn hắn đều không thèm quan tâm mấy người các ngươi đi đem lâm ngữ cầm giết đi lữ viễn tại đánh chết bội kiếm thanh niên sau đó lại quay đầu đối với còn lại vài tên võ giả nói cái kia vài tên võ giả e ngại lữ viễn uy thế đối với lữ viễn mệnh lệnh không dám không nghe theo dù sao bội kiếm thanh niên hạ tràng nhưng lại tại trước mắt bọn hắn cũng không muốn bước bội kiếm thanh niên theo gót thế là vài tên võ giả nhao nhao lấy vũ khí ra hướng về lâm ngữ cầm điên cuồng công tới bất quá bọn hắn lại cũng không dám đem vũ khí trực tiếp đánh vào trên lâm ngữ cầm quanh người cái kia phòng ngự quang cháo mà chỉ là cầm vũ khí dùng chân nguyên xa xa công kích miễn cho bị cái kia phòng ngự quang cháo phản chấn gây thương tích dù sao liền lữ viễn trực tiếp công kích cái này phòng ngự quang cháo đều bị phòng ngự quang cháo chấn thương thì càng không cần phải nói bọn họ mấy tên võ giả vây quanh lâm ngữ cầm đối với lâm ngữ cầm trên người phòng ngự quang cháo tiến hành điên cuồng công kích chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào công kích lại là dung chuyển không được cái này phòng ngự quang cháo nửa phần Lâm Ngữ cầm nhìn thấy một màn này, nàng xem một mắt Lữ Viễn cùng vây công nàng những cái kia võ giả, không nói một lời. Yên lặng quay đầu liền đi, hướng về tông môn phương hướng bay đi. Nàng cũng không tin, chờ trở lại tông môn sau đó, Lữ Viễn bọn người còn dám ngông cuồng như thế, trắng trợn đối với nàng tiến hành công kích cũng không biết cái. Này phòng ngự quang tráo, đến tột cùng có thể duy trì bao lâu? có thể hay không duy trì lấy nàng bay trở về đến tông môn nếu là cái này phòng ngự quang cháo tại nàng bay trở về đến tông môn phía trước liền tan vỡ vậy nàng nhưng là nguy rồi lấy nàng thực lực nhưng không cách nào trốn được lữ viễn truy sát nghĩ tới đây lâm ngữ cầm không khỏi nhìn về phía trên ngón tay của mình mang sở kiếm thu sắp chia tay thời điểm đưa cho nàng chiếc nhẫn kia sở kiếm thu sắp chia tay thời điểm đưa cho nàng hai dạng đồ vật giống nhau là viên kia phù bình an mặt khác một dạng chính là chiếc nhẫn này mà viên kia phù bình an vừa rồi đã cứu được nàng một mạng một quả này giới chỉ lại lại là đồ vật gì tại nàng trong ngực viên kia phù bình an bộc phát ra một vệt kim quang tạo thành phòng ngự quang cháo vì nàng chặn lữ viễn công kích sau đó lâm ngữ cầm đã triệt để minh bạch sở kiếm thu không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy Hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao. Một cái bình thường tiểu thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao căn bản không có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy bảo vật. Thậm chí, Lâm Ngữ cầm trên cơ bản cũng đã có thể xác nhận. Nàng Sở Dĩ có thể an toàn đi ra Băng Lương Sơn mạch. Sở Dĩ sẽ phát sinh những yêu thú kia vọt tới nàng phụ cận. Liền sẽ không giải thích được động kinh, cũng là cùng Sở Kiếm Thu có liên quan chỉ có điều có thể là sở kiếm thu thủ đoạn thật cao minh nàng căn bản là nhìn không ra sở kiếm thu đến tột cùng là làm thế nào đến loại chuyện như vậy nghĩ tới đây lâm ngữ cầm thần niệm hướng về trên ngón tay trên chiếc nhẫn kia dũng mãnh lao tới chỉ là khi nàng thần niệm vừa mới tiếp xúc đến giới chỉ thời điểm ầm vang một tiếng một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của nàng chợt bị cỗ này khổng lồ tin tức lưu tràn vào khiến cho lâm ngữ cầm trong nháy mắt cũng không khỏi mộng một chút thật lâu đi qua nàng mới từ cái này tin tức lưu trùng kích vào lấy lại tinh thần cái này một cỗ tin tức lưu cũng không phải là công pháp gì võ học truyền thừa mà là một cái giới thiệu trong không gian giới chỉ bảo vật chủng loại cùng với công hiệu cách dùng thần niệm sau khi đem những tin tức này truyền lại cho nàng cái này thần niệm cũng liền tiêu tán tại tiếp thụ xong cỗ này tin tức sau đó Lâm Ngữ cầm trong lòng không khỏi rung động đến khó lấy mức tưởng tượng, nàng thần niệm thấm vào. Trong không gian giới chỉ, nhìn xem không gian giới chỉ cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật. Trong lúc nhất thời, cảm giác chính mình giống như trong mộng đồng dạng. Cùng Sở Kiếm Thu đưa cho nàng những bảo vật này so sánh. Nàng tại trong Băng Lương Sơn mạch lấy được thu hoạch đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không nói trước trong không gian giới chỉ, cái kia chai chai đan dược, từng viên linh phù chỉ là trong không gian giới trị, cái kia mười mấy món cửu giai pháp bảo. Giá trị chính là nàng tại Băng Lương Sơn mạch bên trong thu hoạch hơn trăm lần không ngừng. Cái kia mười mấy món cửu giai pháp bảo, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó mấy món là cửu giai hạ phẩm pháp bảo. Mà còn dư lại những khí tức kia ba động pháp bảo càng mạnh mẽ, cũng không phải là tầm mắt của nàng kiến thức. Đủ khả năng phân biệt được đi ra là cái gì cấp bậc bảo vật. Lâm Ngữ Cầm nhìn xem trong không gian giới chỉ những bảo vật kia, trong lòng rung động. Thật lâu khó mà lắng lại. Sở kiếm thu đến tột cùng là người nào, hắn tiện tay đưa ra một chút lễ vật. Lại chính là một bút khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự tài phú chẳng lẽ. Hắn thật là một cái cố ý che giấu mình tu vi khí tức đại năng giả. Lại có lẽ là hắn là cái gì đại tông môn thế lực lớn thiếu chủ, Lâm Ngữ Cầm bây giờ không có nghĩ đến mình tại trong băng lương sơn mạch nhặt được một cái thiếu niên lại có kinh người như thế lai lịch đang tại lâm ngữ cầm khiếp sợ trong lòng không dứt thời điểm lúc này lữ viễn đã mang theo còn lại vài tên võ giả đuổi theo bọn hắn không cách nào công phá lâm ngữ cầm trên người phòng ngự quang cháo nhưng mà đang phi hành phương diện tốc độ bọn hắn lại so lâm ngữ cầm nhanh hơn nhiều bọn hắn ngăn tại trên con đường phía trước lâm ngữ cầm không ngừng mà bổ ra từng đạo kiếm quang, chém vào trên Lâm Ngữ Cầm trên người phòng ngự quang cháo. Đem Lâm Ngữ Cầm đánh cho không ngừng lùi lại, Lâm Ngữ Cầm, ngươi muốn chạy trốn. Đừng si tâm vọng tưởng, dù cho ngươi có cái này bảo mệnh bảo vật lại như thế nào. Lấy thực lực của ngươi, có thể đột phá được chúng ta phong tỏa sao, lữ? Viễn Khán lấy Lâm Ngữ Cầm cười lạnh một tiếng nói, Mặc dù bọn hắn không cách nào phá vỡ lâm ngữ cầm trên người phòng ngự quang cháo. Nhưng mà lâm ngữ cầm, nhưng cũng mơ tưởng đột phá bọn hắn phong tỏa. Từ bọc của bọn hắn vây bên trong chạy đi. Trường 4048 tâm ngoan thủ lạt. Lâm ngữ cầm, chú định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, bảo vật trên người lâm ngữ cầm. Cũng nhất định sẽ là hắn, dù cho lâm ngữ cầm trên người bảo mệnh bí bảo rất cường đại nhưng hắn cũng không tin, lâm ngữ cầm trên người phòng ngự quang cháo, có thể vĩnh viễn duy trì. Một khi lâm ngữ cầm trên người phòng ngự quang cháo năng lượng hao hết. Không cần bọn hắn công kích cái kia phòng ngự quang cháo một cách tự nhiên, sẽ tự phá toái. Mà tại bọn hắn không ngừng công kích đến, cũng sẽ ra tốc cái kia phòng ngự quang cháo năng lượng tiêu hao. Khiến cho cái kia phòng ngự quang cháo, càng nhanh mà năng lượng hao hết mà phá toái, đối mặt lữ viễn đám người công kích lâm ngữ cầm bàn tay xòe ra lấy ra một đạo độn không phù phía trước từ trong không gian giới chỉ tràn vào trong óc nàng tin tức đã để nàng minh bạch trong không gian giới chỉ này đủ loại bảo vật công hiệu cùng tác dụng nàng cũng tự nhiên nhận ra đây là một đạo độn không phù lâm ngữ cầm dựa theo phía trước tràn vào trong óc nàng cái kia cỗ tin tức giới thiệu chân nguyên tràn vào trong trong tay độn không phù trong nháy mắt đem độn không phù kích phát khi độn không phù kích phát một sát na lâm ngữ cầm lập tức bị một cỗ không gian ba động bao phủ ngay sau đó thân hình của nàng tại chỗ trong nháy mắt tiêu thất người đâu người chạy đi đâu lữ viễn kiến đến một màn này lập tức không khỏi cực kỳ hoảng sợ hắn nhìn chung quanh muốn tìm kiếm lâm ngữ cầm bóng dáng chỉ là lúc này lâm ngữ cầm cũng sớm đã đến hơn ngàn bên ngoài trăm triệu dặm hắn nơi nào còn có thể tìm được lâm ngữ cầm tại bốn phía tìm một vòng gặp tìm không thấy lâm ngữ cầm lữ viễn sắc mặt không khỏi âm trầm vô cùng ánh mắt của hắn nhất truyền rơi ở bên người cái kia vài tên võ giả trên thân trong mắt lộ hung quang hôm nay sự tình vô luận như thế nào cũng không có thể để cho tông môn biết bằng không hắn trở lại tông môn sau đó sẽ phiền phức quấn thân mà tránh sự tình tiết lộ phương thức tốt nhất chính là giết người diệt khẩu chỉ cần đem tất cả mọi người người biết chuyện toàn bộ đều giết rồi. Dù cho Lâm Ngữ cầm về tới Tông Môn, đem chuyện này hướng Tông Môn hồi báo. Hắn cũng hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, thậm chí có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói Lâm Ngữ cầm vu cáo nói xấu. Dưới tình huống không có chứng cứ. Lâm Ngữ cầm căn bản là không làm gì được hắn, nghĩ tới đây, Lữ Viễn không trần chờ nữa. Lập tức đối với cái kia vài tên võ giả hạ thủ, Lữ. Viễn, ngươi cái này heo chó không bằng xúc sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lữ Viễn, ngươi cầu tạp chủng này, ngươi chết không yên lành, lữ. Viễn sư huynh, tha mạng, ta có thể thề sẽ không tiết lộ ra ngoài hôm nay nửa điểm tin tức. A, à, đối mặt Lữ Viễn độc thủ, có chút võ giả trước khi chết đối với Lữ Viễn chửi ầm lên. Cũng có chút võ giả hướng Lữ Viễn đau khổ cầu khẩn, nhưng mà đều không ngoại lệ. Những võ giả này, tất cả đều bị Lữ Viễn giết đi lữ viễn tại đem tất cả mọi người đều giết sau đó lại đem trên người bọn họ bảo vật đều cho đoạt lại giết những võ giả này vừa có thể cam đoan hôm nay sự tình sẽ không tiết lộ lại có thể nhận được đông đảo bảo vật quả thực là nhất cử lưỡng tiện đáng tiếc duy nhất chính là để cho lâm ngữ cầm tiểu tiện nhân kia chạy lữ viễn tại xử lý xong những chuyện này sau đó thân hình lóe lên hướng về phía bắc bầu trời bay đi chỉ là lữ viễn cũng không biết lúc hắn làm những chuyện này ở phía xa một đạo thanh sam thân ảnh một mực tại yên lặng quan sát đến đây hết thảy đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là lúc trước cùng lâm ngữ cầm phân biệt sở kiếm thu đối với lữ viễn lòng mang ý đồ xấu sở kiếm thu cũng sớm đã đã nhìn ra sở kiếm thu một đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn lữ viễn một chút như vậy tiểu tâm tư như thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn chỉ có điều sở kiếm thu mặc dù đã nhìn ra đây hết thảy thế nhưng là cũng không có làm mặt vạch trần hơn nữa hắn ngoại trừ đưa cho lâm ngữ cầm cái kia hai cái lễ vật từ đầu đến cuối hắn đều không tiếp tục ra tay can thiệp chuyện này lấy thực lực của hắn phải giải quyết lữ viễn loại này con tôm nhỏ tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn trực tiếp ra tay diệt trừ Lữ Viễn. Cũng không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng để cho Lữ Viễn lưu lại. Coi như là cho Lâm Ngữ cầm một loại ma luyện. Thông qua chuyện này, cũng có thể để cho Lâm Ngữ cầm nhận thức đến lòng người hiểm ác. Về sau trở lại chính nàng tông môn sau đó, cũng có thể cẩn thận đề phòng. Nếu là hắn trực tiếp giải quyết đi lữ viễn, không có giáo huấn lần này mà nói lâm ngữ cầm lần tiếp theo như cũ cũng sẽ lâm vào trong đồng dạng tình cảnh hắn có thể giúp được một lần không thể giúp lần thứ hai lần thứ ba dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn bồi lâm ngữ cầm bên người bảo hộ nàng đối với lâm ngữ cầm tốt nhất trợ giúp đó chính là để cho chính nàng trưởng thành dù sao đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá hắn đưa cho lâm ngữ cầm viên kia trong không gian giới chỉ có lưu rất nhiều bảo vật, không chỉ mình có đủ loại linh đan rượu dược. Linh phù trận pháp, pháp bảo khôi lỗi, hơn nữa, còn có công pháp võ kỹ. Chỉ cần lâm ngữ cầm có thể lợi dụng được những tư nguyên này. Nàng có thể rất nhanh trưởng thành, hắn lưu cho lâm ngữ cầm bảo vật tài nguyên. Hoàn toàn đủ để cho lâm ngữ cầm tu luyện tới nửa bước thiên diễn cảnh, đều hoàn toàn dư xài sở kiếm thu liếc mắt nhìn lữ viễn bóng lưng biến mất cũng không có ra tay đuổi theo giết hắn lại này con tôm nhỏ căn bản vốn không đáng giá hắn tự mình động thủ vẫn là lưu cho lâm ngữ cầm sau này mình đến giải quyết hắn a chỉ cần lâm ngữ cầm có thể lợi dụng được hắn lưu lại bảo vật tài nguyên giải quyết một cái chỉ là lữ viễn căn bản cũng không đang nói phía dưới sở kiếm thu không tiếp tục đi để ý tới chuyện này thân hình lóe lên, hướng về Băng Lương Sơn mạch phương hướng bay đi. Sau khi đi tới Băng Lương Sơn mạch, hắn tại Băng Lương Sơn mạch chỗ sâu tìm một cái chỗ khuất. Bố trí truyền tống trận sẽ ở truyền tống trận chung quanh. Bố trí ẩn nấp đại trận cùng mê huyễn đại trận đem truyền tống trận che giấu. Lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào trong truyền tống trận, trở về Nam Châu đi. Phần võ thành phía tây, một tòa núi lớn bên trong, một hồi không gian ba động một cái thanh tú thiếu nữ tại trong một hồi gợn sóng không gian thân hình trống rỗng xuất hiện tên này thanh tú thiếu nữ chính là sử dụng độn không phù chạy trốn lâm ngữ cầm lâm ngữ cầm đánh giá một phen bốn phía phát hiện ở đây lại là phần võ thành phía tây một tòa núi lớn nhìn thấy một màn này lâm ngữ cầm trong lòng không khỏi một hồi thầm giật mình cái này độn không phù quả nhiên giống như lưu lại trong không gian giới chỉ cái kia một cỗ trong tin tức nói như vậy có thể trong nháy mắt chạy trốn hơn ngàn khoảng cách trăm triệu dặm nàng đang ở chỗ khoảng cách phía trước vị trí đích xác có hơn ngàn ức dặm xa xôi khoảng cách lập tức thoát ra xa như vậy lữ viễn là không thể nào đuổi nữa tung đến nàng a à, lâm ngữ cầm suất hiện ở cái địa phương này sau đó cũng không có vội vã trở về tông môn mà là tìm một cái sơn động ẩn núp bắt đầu cẩn thận nghiên cứu sở kiếm thu lưu lại những bảo vật kia tài nguyên Nàng đầu tiên là lấy ra một cái chứa đan dược bình ngọc tại trên bình ngọc này. Dán vào một cái viết, Hoang cổ linh văn đan, nhãn hiệu. Lâm Ngữ cầm từ trong bình ngọc đổ ra một khỏa đan dược ăn vào, sau khi ăn vào đan dược. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng dược lực. Từ trong bụng khuếch tán ra. Chương 4049 đổi trắng thay đen phần võ thành phía bắc 5.000 ức bên trong một tòa núi lớn chỗ sâu, tại cái này chỗ khuất. Có không ít kiến trúc giấu ở trong núi rừng, một thân ảnh nhoáng một cái. Hướng về trong rừng núi kiến trúc bay đi, đạo này thân ảnh, chính là chạy về Lữ Viễn, Lữ. Viễn Sư Huynh, ngươi trở về. Nhìn thấy Lữ Viễn trở về, canh giữ ở sơn môn hai bên võ giả, hướng Lữ Viễn đi thi lễ nói. Lữ Viễn tại trong tông môn của bọn hắn, coi là xếp hạng thứ ba võ đạo thiên kiêu tại trên thực lực cũng có thể đủ xếp vào tông môn trước mười so với rất nhiều tông môn trưởng lão thực lực cũng cường đại hơn nhiều lắm bởi vậy lữ viễn tại trong tông môn địa vị còn là rất cao lữ viễn sư huynh như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về những người khác đâu lại có một cái võ giả nhìn một chút lữ viễn sau lưng phát hiện không có những người khác theo trở lại lập tức không khỏi tò mò hỏi lần này lữ viễn mang theo mười mấy tên tông môn đệ tử đến băng lương sơn mạch lịch luyện nhưng mà trở về thời điểm thế mà chỉ có lữ viễn một người cái này không khỏi không khiến người ta hiếu kỳ không nên hỏi đừng hỏi lữ viễn khán hắn một mắt hừ lạnh một tiếng nói nghe được lữ viễn lời này tên kia lên tiếng hỏi thăm võ giả lập tức lập tức im miệng không còn dám hỏi lấy lữ viễn tại trong tông môn địa vị và thực lực cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi đúng lâm ngữ cầm có hay không trở về lữ viễn khán hướng sơn môn bên trái một cái võ giả hỏi không có người võ giả kia lắc đầu nói ngữ cầm sư muội không phải là cùng ngài cùng đi băng lương sơn mạch lịch luyện sao ngài như thế nào ngược lại hỏi chúng ta tới nghe được tên võ giả này lời nói lữ viễn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm còn tốt còn tốt lâm ngữ cầm không có trước một bước trở về vậy kế tiếp nhưng là có càng nhiều thao tác không gian nếu như lâm ngữ cầm về tới trước một bước vậy hắn có thể thao tác không gian sẽ phải ít hơn nhiều lữ viễn không có nói thêm gì nữa trực tiếp thẳng hướng lấy trong sơn môn đi đến nhìn thấy một màn này canh giữ ở sơn môn hai bên võ giả không khỏi cảm thấy rất ngờ vực lần này sau khi trở về lữ viễn thái độ giống như so trước đó thay đổi rất nhiều trước đó lữ viễn mặc dù cũng có chút kiêu căng thế nhưng là còn không đến mức lạnh lùng như vậy chẳng lẽ bọn hắn lần này đi tới băng lương sơn mạch lịch luyện xảy ra biến cố gì ở tòa này tông môn trong một tòa nghị sự đại điện lúc này trong tông môn cơ hồ tất cả trưởng lão cũng đã đến nơi này trong đại điện bầu không khí vô cùng lo lắng trong đại điện người cầm đầu là một tên sắc mặt âm lãnh lão giả tại lão giả bên trái dưới tay ngồi một cái trung niên phụ nhân tại lão giả phía bên phải dưới tay ngồi một cái vẻ mặt già nua lão ẩu trong đại điện này hiển nhiên là lấy ba người bọn họ cầm đầu tông chủ có liên lạc hay không bên trên lữ viễn lão giả bên trái dưới tay trung niên phụ nhân nhìn xem cầm đầu âm u lạnh lẽo lão giả rất là lo lắng hỏi hắn đến bây giờ đều không có khôi phục âm u lạnh lẽo lão giả nghe vậy lắc đầu nói Lần này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện to lớn như vậy thương vong, lão?" Giả phía bên phải dưới tay, tên kia vẻ mặt già nua lão ẩu. Cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Lần này, Lữ Viễn xuất lĩnh cái kia hơn 10 người tông môn đệ tử, đi băng lương sơn mạch lịch luyện, trong đó cơ hồ mạng của tất cả mọi người bay. Cũng đã vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại Lữ Viễn cùng Lâm Ngữ cầm hai người mạnh bài. Còn vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo." Bọn hắn tông môn đã có rất lâu chưa từng xuất hiện nghiêm trọng như vậy hao tổn. Cái này hơn 10 người tông môn đệ tử, trên cơ bản toàn bộ đều là bọn hắn tông môn tinh anh. Lập tức tổn thất như thế đông đảo tinh nhuệ đệ tử đối bọn hắn tông môn. Quả thực là một cái trọng thương khó tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi Băng Lương Sơn mạch lịch luyện đã không phải là lần một lần hai. Sẽ rất ít phát sinh nghiêm trọng như vậy hao tổn. Trước đó tiến vào Băng Lương Sơn mạch một lần nhiều lắm là sẽ chỉ xuất hiện có người trọng thương mà thôi xuất hiện tử vong tình huống cũng là cực ít bởi vì bọn hắn đối với băng lương sơn mạch đều cũng không lạ lẫm biết những địa phương nào nguy hiểm những địa phương nào an toàn trừ phi gặp phải đặc biệt nghiêm trọng ngoài ý muốn mới có thể xuất hiện nhân viên hao tổn nhưng mà lần này ra ngoài lịch luyện đệ tử thế mà kém chút toàn quân bị diệt loại chuyện này đối bọn hắn tới nói quả thực là khó có thể tưởng tượng, đang khi bọn họ đàm luận ở giữa. Bỗng nhiên một cái đệ tử từ nghị sự đại điện bên ngoài vọt vào. "Bẩm các vị trưởng lão, Lữ Viễn sư huynh trở về." Tên đệ tử kia hướng các vị trưởng lão báo cáo, "Mau để cho hắn tới âm." U lạnh lẽo lão giả bên trái dưới tay tên kia trung niên phụ nhân vội vàng nói, "Là Hoàng trưởng lão." Tên đệ tử kia chắp tay thi lễ một cái, cấp tốc lui ra ngoài, rất nhanh lữ viễn ngay tại tên đệ tử kia dẫn dắt phía dưới tiến nhập trong tòa này nghị sự đại điện gặp qua tông chủ hoàng trưởng lão lâm trưởng lão lữ viễn tiến vào đại điện sau hướng âm u lạnh lẽo lão giả trung niên phụ nhân và vẻ mặt già nua lão ẩu thi lễ một cái nói trong đại điện này cũng liền ba người này đáng giá hắn hành lễ mà thôi đến nỗi những trưởng lão khác tu vi so với hắn đều còn không bằng hắn còn khinh thường tại hướng những người yếu kia hành lễ lữ viễn lịch luyện lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những người khác đâu vì cái gì chỉ có một mình ngươi sẽ đến âm u lạnh lẽo lão giả nhìn xem lữ viễn sắc mặt lãnh đạm hỏi bầm tông chủ lần này chúng ta đi ra ngoài lịch luyện tại băng lương sơn mạch chỗ sâu phát hiện một chỗ thượng cổ tông môn di chỉ chúng ta tại trong đó thượng cổ tông môn di chỉ vốn là phát hiện đại cơ duyên nhưng mà đáng tiếc bởi vì lâm ngữ cầm nguyên nhân kích phát cái kia thượng cổ tông môn di chỉ cơ quan trận pháp khiến cho chúng ta cơ hồ toàn quân bị diệt mà lâm ngữ cầm nhưng là thừa dịp chúng ta ngăn cản những cái kia trận pháp cơ quan thời điểm mang theo cái kia thượng cổ tông môn di chỉ bên trong lớn nhất cơ duyên chạy trốn lữ viễn khán lấy âm u lạnh lẽo lão giả trầm giọng nói đây là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác đem tất cả sai lầm đều đầy tại lâm ngữ cầm trên thân cái này chẳng những có thể tẩy rõ ràng trên người hắn hiểm nghi còn có thể để cho lâm ngữ cầm thay trên lưng hắn tất cả hắc oa đợi đến lâm ngữ cầm sau khi trở về sẽ không có người tin tưởng lời của nàng không có khả năng ngữ cầm tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này cái kia khuôn mặt già nua lão ẩu nghe vậy trong nháy mắt đứng lên tức giận nói ngữ cầm từ nhỏ tâm địa thiện lương làm sao lại làm ra loại chuyện này đối với lữ viễn lời này nàng là nửa điểm đều không tin lâm ngữ cầm là nàng xem thấy lớn lên đối với lâm ngữ cầm tính cách nàng như thế nào có thể sẽ không hiểu rõ không có khả năng lữ viễn nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói ngươi có thể hỏi một chút lâm ngữ cầm nàng bây giờ trên thân có phải hay không có rất nhiều bảo vật lần này nàng lấy đi bảo vật cơ duyên giá trị ít nhất đạt đến mấy trăm ức bát phẩm linh thạch thậm chí cũng có thể đạt đến hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch hắn bây giờ đã có thể chắc chắn sở kiếm thu đưa cho lâm ngữ cầm viên kia không gian giới chỉ bên trong nhất định là có không ít đồ tốt chỉ là cứu lâm ngữ cầm tại lâm ngữ cầm trên thân tạo thành cường đại phòng ngự quang cháo món kia bảo mệnh bảo vật cùng với lâm ngữ cầm sử dụng trong nháy mắt trốn chui bảo vật Giá trị liền ít nhất đạt đến mấy chục ức bát phẩm linh thạch. Chương 4050 rừng ngữ cầm đột phá. Nếu là hai món bảo vật này, giá trị liền không ít. Mà Sở Kiếm Thu đưa cho Lâm Ngữ cầm cái kia trong không gian giới chỉ, cũng không biết còn có bao nhiêu bảo vật. Lữ Viễn ngờ tới, Sở Kiếm Thu đưa cho Lâm Ngữ cầm bảo vật giá trị, tuyệt đối sẽ không tại Lâm Ngữ cầm tại Băng Lương Sơn mạch thu hoạch phía dưới bất quá mặc kệ sở kiếm thu đưa cho lâm ngữ cầm cái kia trong không gian giới chỉ bảo vật giá chị rốt cuộc có bao nhiêu cứ việc hướng về chỗ cao đoán chính là chỉ là lữ viễn không có nghĩ tới là hắn dù cho đã tận lực hướng về chỗ cao đoán hắn tưởng tượng bảo vật giá trị cực hạn cũng vẫn như cũ không đến sở kiếm thu đưa cho lâm ngữ cầm bảo vật giá trị một phần trăm sở kiếm thu đưa cho lâm ngữ cầm bảo vật giá trị to lớn cho dù là nửa bước thiên diễn cảnh cường giả đều tuyệt đối sẽ trông mà thèm vô cùng cái gì mấy trăm ức bát phẩm linh thạch thậm chí là hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch nghe được lữ viễn lời này nghị sự đại điện bên trong tất cả mọi người đều không khỏi một hồi xôn xao liền ngồi ở trong đại điện tên kia âm u lạnh lẽo lão giả cũng tương tự không khỏi con ngươi co rụt lại trong nháy mắt cả kinh đứng lên lữ viễn lời này của ngươi coi là thật lâm ngữ cầm thật sự cầm đi giá trị mấy trăm ức thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch bảo vật âm. U lạnh lẽo lão giả nhìn chằm chằm Lữ Viễn, gấp giọng hỏi. Mấy trăm ức thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch bảo vật. Cái này cho dù là bọn hắn toàn bộ tông môn, tất cả bảo vật tài nguyên cộng lại. Chỉ sợ cũng chưa tới như thế lượng lớn tài phú một phần mười. Như thế một con số khổng lồ một dạng lượng lớn tài phú khiến cho âm u lạnh lẽo lão giả trong lòng không khỏi lửa nóng vô cùng, lúc này. Hắn ngay cả những kia rơi xuống hơn 10 người tinh nhuệ đệ tử, đều không lo được. Chỉ là hơn 10 người đại thông huyền cảnh tinh nhuệ đệ tử. Cùng mấy trăm ức thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch tài phú cách xù so sánh. Lại coi là cái gì? Không tệ, ta lời này tuyệt vô hư ngôn, lâm ngữ cầm bây giờ trên thân. Đích sắc có giá trị mấy trăm ức thậm chí hơn ngàn ức bảo vật, Lữ Viễn mặt không đổi sắc nói: "Lâm trưởng lão, lập tức để cho Lâm Ngữ cầm trở về những bảo vật kia. Là chúng ta tông môn hơn 10 người đệ tử dùng tính mệnh đổi lại cơ duyên, tuyệt đối không thể để cho nàng một người độc thôn, nàng nhất thiết phải đem những bảo vật này nộp lên cho tông môn." Âm u lạnh lẽo lão giả nghe được Lữ Viễn lời này, lập tức quay đầu đối với tên kia vẻ mặt già nua lão ẩu nói, Tông. Chủ, chuyện này thật giả, còn không có biết rõ ràng đâu. Người làm sao lại có thể tin vào lữ viễn lời nói của một bên? Tên kia vẻ mặt già nua lão ẩu, nhìn chằm chằm âm u lạnh lẽo lão giả tức giận nói. Chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, để cho lâm ngữ cầm lập tức trở về tới. Chẳng phải rõ ràng, âm u lạnh lẽo lão giả sắc mặt hờ hững nói, nàng lúc này còn trốn ở bên ngoài không dám trở về cái này bất chính cho thấy nàng có tật giật mình tông chủ nói tới không tệ lâm ngữ cầm nếu không phải là có tật giật mình mà nói nàng như thế nào còn trốn ở bên ngoài không dám trở về đâu lâm trưởng lão thỉnh lập tức để cho lâm ngữ cầm trở lại tông môn đem những cơ duyên kia bảo vật nộp lên cho tông môn nếu là nàng chủ động nhận tội mà nói chúng ta còn có thể từ nhẹ xử lý bằng không Đối với nàng loại hành vi này, chúng ta đối với nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ngồi ở vẻ mặt già nua lão ẩu đối diện tên kia trung niên phụ nhân, cũng là phụ họa nói. Nghe được Lữ Viễn nói tới giá trị mấy trăm ức thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch bảo vật. Trong nội tâm nàng đồng dạng cũng là một hồi lửa nóng. Không tiếp tục đi để ý tới cái kia hơn 10 người đệ tử, đến tột cùng là chết thế nào được nhìn thấy âm u lạnh lẽo lão giả và trung niên phụ nhân dồn ép không tha, vẻ mặt già nua lão ẩu. Hừ lạnh một tiếng, nàng lấy ra một cái thông tin ngọc phù. Cùng lâm ngữ cầm liên hệ tới, phần võ thành phía tây một tòa núi lớn trong sơn động. Lâm ngữ cầm đang tại luyện hóa hoang cổ linh văn đan dược lực. Chợt cảm nhận được thông tin ngọc phù một hồi chấn động. Nàng lấy ra thông tin ngọc phù xem xét phát hiện là lão tổ nhà mình đang liên lạc nàng lâm ngữ cầm vội vàng thần niệm thấm vào đọc đến bên trong tin tức khi đem thông tin ngọc phù bên trong tin tức đọc đến sau đó lâm ngữ cầm sắc mặt không khỏi một hồi xanh xám nàng bây giờ không có nghĩ đến lữ viễn thế mà vô sỉ như thế chính hắn đem tất cả sư huynh đệ giết không tính hơn nữa lại còn đem sự tình đổ tội đến mình trên đầu để cho chính mình cho hắn cõng nồi, lâm ngữ cầm dùng thông tin ngọc phù hồi phục một câu. Nói mình sẽ trở về tông môn, chứng minh chuyện này chân tướng. Sự tình hoàn toàn không phải Lữ Viễn nói như vậy, tương phản. Lữ Viễn mới là sát hại đồng môn sư huynh đệ hung thủ, lâm ngữ cầm hồi phục xong sau. Liền cắt đứt cùng lão tổ liên hệ, nàng cũng không có lập tức trở về tông môn. Mà là lấy ra một khỏa đại thông huyền đan ăn vào. Sau khi luyện hóa một khỏa Hoang Cổ Linh Văn Đan dược lực, nàng khắc sâu cảm nhận được những đan dược này thần diệu, liền bình thường nhất Hoang Cổ Linh. Văn Đan, hiệu quả đều như vậy kinh người, như vậy. Cái này công hiệu càng hơn một bậc Đại Thông Huyền Đan, chẳng phải là càng thêm cường đại. Bằng vào một khỏa Đại Thông Huyền Đan, nàng hẳn là đủ đột phá đến Đại Thông Huyền cảnh hậu kỳ. Lâm Ngữ cầm tại nuốt vào Đại Thông Huyền Đan sau đó, luyện hóa dòng dã ba ngày thời gian, liền ầm vang một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Thành công đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ. Lâm ngữ cầm từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng thần sắc, nghĩ không ra. Sở kiếm thu đưa cho chính mình những đan dược này. Công hiệu lớn mạnh đến mức này, một khỏa đại thông huyền đan. Liền để chính mình dễ dàng đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ bất quá dù cho mình đã đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ cũng hoàn toàn không đủ để tự vệ lữ viễn thực lực quá mạnh mẽ mà lữ thị một mạch thế lực tại trong tông môn lại mạnh mẽ quá đáng nếu là chính mình như vậy tùy tiện trở về nói không chừng thật đúng là sẽ bị lữ viễn mấy người lữ thị một mạch người cho cưỡng ép cướp lấy trên người bảo vật hơn nữa có thể ngay cả tính mệnh đều biết vứt bỏ đi qua sau chuyện này nàng đã khắc sâu nhận thức được lữ viễn vô sỉ cùng hèn hạ vì cướp đoạt trên người mình bảo vật đoán chừng hắn cùng lữ thị một mạch người thủ đoạn gì đều xử được chính mình nhất định phải có đầy đủ sức tự vệ mới có thể trở về tông môn nghĩ tới đây lâm ngữ cầm lại thần niệm thấm vào đánh giá đến trong không gian giới chỉ một chút bảo vật tới cuối cùng nàng tâm niệm khẽ động đem một bộ khôi lỗi chiến binh lấy ra ngoài đây là một bộ nửa bước cửu giai khôi lỗi chiến binh. Nắm giữ nửa bước phi thăng cảnh thực lực cường đại, một bộ nắm giữ nửa bước phi thăng cảnh thực. Lực khôi lỗi chiến binh, đủ để cho nàng quét ngang toàn bộ tông môn. Lâm ngữ cầm thần niệm thấm vào, đem cỗ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh luyện hóa một. Phen, sau khi luyện hóa cỗ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Lâm ngữ cầm lại lấy ra một kiện nửa bước cửu dai phòng ngự pháp bào cùng một thanh nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo luyện hóa. Mặc dù sở kiếm thu cho nàng viên kia trong không gian giới chỉ, còn có không ít cửu giai pháp bảo, nhưng mà lấy nàng thực lực bây giờ, cũng không phát huy ra cao cấp như thế pháp bảo uy lực. Còn không bằng chọn lựa tương đối thích hợp chính mình trước mắt tu vi nửa bước cửu giai pháp. Bảo, chương 4051 trở về Nam Châu. Nam Châu, Sở Tương Thiên từ thiên ngoại luyện kiếm trở về phát hiện sở kiếm thu bản tôn thế mà trở về. Lập tức trong lòng không khỏi một hồi hiếu kỳ tiểu. Tử, người như thế nào một thân một mình chạy trở lại? Người khói gì các nàng đâu, các nàng tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Sở tương thiên nhìn xem sở kiếm thu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều tại thiên ngoại luyện kiếm. Sở kiếm thu vô cấu phân thân cùng thiên phượng cung người cũng không có đem Trung Châu võ đạo đại hội phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Miễn cho ảnh hưởng hắn tu luyện, cho nên, sở tương thiên là vẫn luôn không biết. Sở kiếm thu bị cuốn vào không gian loạn lưu, kém chút bỏ mình sự tình. Ách khói di các nàng, còn tại trở về trên đường A, sở. Kiếm thu nói, bây giờ chính mình bản tôn đã an toàn trở lại Nam Châu. Sở kiếm thu liền cũng không có lại đối với sở tương thiên giấu giếm chuyện này mà là đem chuyện từ đầu đến cuối hướng sở tương thiên nói một lần. Cái gì, huyền vụ phủ bọn này cẩu vật lại dám làm ra loại chuyện này? Thật coi lão tử là bùn nạn không thành, sở. Tương thiên nghe xong sở kiếm thu giảng thuật sau đó, lập tức không khỏi giận tím mặt tiểu. Tử, ngươi chờ, ta này liền giúp ngươi đi tìm huyền vụ phủ tính sổ sách đi. Sở tương thiên nhìn xem sở kiếm thu nói, nói xong, thân hình hắn lóe lên hướng về huyền vụ phủ phương hướng bay đi một ngày thời gian đi qua sở tương thiên một mặt âm trầm quay trở về nam châu chặt thế nào nhìn thấy một màn này sở kiếm thu không khỏi một mặt tò mò hỏi huyền vụ phủ người thế mà toàn bộ đều chạy hết lão tử muốn tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không tìm tới người thích hợp sở tương thiên sắc mặt rất là khó coi nói hắn đi đến huyền vụ phủ thời điểm vốn là muốn tìm huyền vụ phủ thái thượng trưởng lão kinh trì nhương khai đao nhưng lại phát hiện toàn bộ huyền vụ phủ cũng sớm đã người đi nhà trống toàn bộ huyền vụ phủ bên trên phía dưới tất cả phi thăng cảnh trưởng lão toàn bộ đều chạy không còn một mảnh trong tông môn chỉ còn lại một chút phi thăng cảnh phía dưới đệ tử lấy sở tương thiên thân phận tự nhiên không có khả năng đối với một đám phi thăng cảnh phía dưới võ giả ra tay Sở kiếm thu nghe nói như thế, cũng không cảm giác như thế nào kỳ quái, huyền vụ phủ đều là một. Đám không biết xấu hổ người, lấy huyền vụ phủ tác phong trước sau như một. Làm ra loại chuyện này, đó là không có chút nào đủ là lạ. Này đối huyền vụ phủ tới nói, cũng là thuộc về bình thường thao tác, hơn nữa, ta đoán. Ly Bân bây giờ đoán chừng đều đang chạy về đạo minh tổng bộ. Đi đạo minh tổng bộ cáo trạng đâu, sở. Kiếm Thu vừa cười vừa nói, điểm này còn thật sự để cho sở Kiếm Thu đã đoán đúng. Ly Bân tại hỗn loạn vực sâu sự tình phát sinh sau. Liền dẫn huyền vụ phủ đệ tử rời đi hỗn loạn vực sâu, đi tới Vũ Minh Hoàng Thành, cùng lúc đó. Hắn lo lắng huyền vụ phủ lọt vào sở tương thiên cùng thiên phượng cung trả thù, bởi vậy. Liền đưa tin cho huyền vụ phủ thái thượng trưởng lão Kinh Trì Nhương. Để cho Kinh Trì Nhương mang theo huyền vụ phủ phi thăng cảnh trưởng lão tạm thời rời đi huyền vụ phủ, ra ngoài tránh né danh tiếng. Miễn cho bị sở tương thiên đánh tới cửa tới, bứng hết. Mà lúc này, vừa thấy sông Đạo Minh Vân Chu, đã đuổi kịp đang mang theo đệ tử chạy tới Vũ Minh Hoàng Thành Ly Bân mấy người huyền vụ phủ võ. Giả, dạ, Ly Bân thấy thế, liền để huyền vụ phủ đệ tử, cưỡi Đạo Minh Vân Chu. Đi tới Vũ Minh Hoàng Thành, mà chính hắn, nhưng là tự mình rời đi vừa tới hắn là lo lắng thiên phượng cung chủ đuổi theo đuổi giết hắn thứ hai đạo minh chiếc này vân chu mặc dù có thể ngày đi vạn ức bên trong nhưng cùng tốc độ phi hành của hắn so ra vẫn là chậm không thiếu bây giờ ly bân thế nhưng là vội vã đi tới đạo minh tổng bộ đi cáo trạng cáo trạng thiên phượng cung đồ sát bọn hắn huyền vụ phủ đại lượng phi thăng cảnh trưởng lão đồng thời cũng là đi đạo minh tổng bộ tìm kiếm đạo minh che chở sở kiếm thu nếu là thật chết ở trong không gian loạn lưu kế tiếp. Huyền vụ phủ sẽ đối mặt sở tương thiên cùng thiên phượng cung căm giận ngút trời, nếu là không. Chiếm được đạo minh che chở, huyền vụ phủ hủy diệt, sẽ không chút huyền niệm. Thậm chí, hắn ly bân tính mệnh từ nay về sau. Đều phải ăn bữa hôm lo bữa mai, huyền vụ phủ tất cả phi thăng cảnh trưởng lão. Cũng có thể gặp phải sở tương thiên cùng thiên phượng cung truy sát đối mặt vài tên thiên diễn cảnh cường giả truy sát này đối huyền vụ phủ tới nói. Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng ác mộng, hắn ly bân về sau. Sẽ trở thành chó nhà có tang cũng lại khó mà qua sống yên ổn thời gian. Cho nên, đối với đi tới đạo minh tổng bộ chuyện này. Ly Bân bây giờ quả thực là cấp bách chỉ là hỗn loạn vực sâu khoảng cách vũ minh hoàng thành. Đường đi rất là xa xôi, dù cho lấy Ly Bân tốc độ, muốn đuổi tới vũ minh hoàng thành cũng cần hao phí thời gian không ngắn. Sở kiếm thu trở lại Nam Châu sau đó, liền thông qua thông tin lệnh bài Đem tin tức nói cho đẹp như tranh. Để các nàng không cần lo lắng nữa chính mình, đến nỗi tìm huyền vụ phù tính sổ sự tình. Sở kiếm thu không có gấp chút nào, còn nhiều thời gian, chuyện báo thù, hà tất gấp nhất thời đâu. Thời gian càng về sau, đối với huyền kiếm tông tới nói liền càng là có lợi bây giờ huyền kiếm tông thiếu hụt chính là phát triển thời gian chỉ cần cho huyền kiếm tông đầy đủ thời gian phát triển một khi huyền kiếm tông thực lực phát triển đến đủ để nghiền ép hết thầy thời điểm đến lúc đó dù cho huyền vụ phủ có đạo minh che trở lại như thế nào huyền kiếm tông như cũ đem bọn hắn tiêu diệt đẹp như tranh khi lấy được sở kiếm thu tin tức sau đó lúc này mới hoàn toàn yên lòng nàng đem tin tức nói cho thiên phượng cung chủ bọn người cũng làm cho thiên phượng cung chủ bọn người triệt để nhẹ nhàng thở ra mặc dù trước các nàng nhận được sở kiếm thu vô cấu phân thân tin tức nói là hắn bản tôn còn sống nhưng mà khi chưa có chính thức thu đến sở kiếm thu bản tôn tin tức các nàng cũng rất khó triệt để yên lòng dù sao cái kia không gian phong bạo vô cùng hung hiểm sở kiếm thu có thể hay không toàn thân trở ra, đây là rất khó nói một việc, hô. Còn tốt, còn tốt, bản cô nương đã nói, sở kiếm thu mệnh cứng đến nỗi rất. Không dễ dàng như vậy chết. Tiểu thanh điều khi nghe đến đẹp như tranh lời nói sau đó, lập tức duỗi ra cánh. Vỗ ngực một cái nói, kỳ thực, nó ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế. Nó trong lòng so với ai khác đều lo lắng sở kiếm thu an nguy bởi vì nó trước kia cũng từng bị cuốn vào trong qua không gian loạn lưu. Rất rõ ràng không gian loạn lưu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, trước kia nó là dựa vào mẫu thân. Lưu lại trên người nó thủ đoạn bảo mệnh mới từ không gian loạn lưu bên trong sống tiếp được. Sở kiếm thu mặc dù thực lực không kém, thủ đoạn bảo mệnh cũng thật nhiều. Nhưng là cùng nó mẫu thân lưu lại trên người nó thủ đoạn bảo mệnh so sánh. Vẫn là kém 10 vạn 8 ngàn dặm bây giờ biết được sở kiếm thu bản tôn bình yên vô sự. Tiểu thanh điểu lúc này mới hoàn toàn yên tâm nhức đầu thạch thiên phượng cung vân chu. Tiếp tục vững vàng ở trên bầu trời phi hành, hướng về Nam Châu phương hướng bay đi. Hỗn loạn vực sâu khoảng cách Nam Châu chừng hơn 4 triệu ức dặm xa xôi khoảng cách. Lấy thiên phượng cung chiếc này ngày đi vạn ức bên trong vân chu tốc độ, muốn trở lại Nam Châu. Ít nhất cũng phải tốn hao thời gian hơn một năm nhưng mọi người khi biết sở kiếm thu bản tôn bình yên vô sự sau đó cũng không có gấp gáp như vậy gấp rút lên đường mà là tại trên đường chậm rãi bay lên tại trên thuyền mây đám người cũng không có buông lòng mà cũng là tăng cường tu luyện đi qua lần này hỗn loạn vực sâu sự tình trong lòng mọi người cũng là nhẫn nhịn khẩu khí đều nghĩ có một ngày chính mình cường đại sau đó có thể hướng huyền vụ phủ hướng ngự thú tông, hướng vương ra, đòi lại cái này một khoản. Trường 4052 Lữ Sóng Phần võ thành phía bắc 5.000 ức bên trong sâu trong núi lớn, trong nghị sự đại điện, lâm. Trưởng lão, vì cái gì lâm ngữ cầm vẫn chưa về. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là muốn nuốt một mình chúng ta thiên vũ kiếm tông tinh nhuệ đệ tử trà. Giá tính mệnh lấy được cơ duyên hay sao? âm u lạnh lẽo lão giả nhìn chằm chằm vẻ mặt già nua lão ẩu lạnh giọng nói nếu là lâm ngữ cầm thật sự mang theo những bảo vật kia cơ duyên chạy trốn các ngươi lâm thị một mạch nhất định phải vì thế trả giá đắt bồi thường chúng ta lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch thiệt hại ngồi ở vẻ mặt già nua lão ẩu đối diện tên kia trung niên phụ nhân cũng là sắc mặt lạnh lẽo nói lâm thị một mạch đã sớm hẳn là đền bù chúng ta lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch tổn thất trước kia vì bồi. Dưỡng lâm ngọa vũ, chúng ta thiên vũ kiếm tông bỏ ra giá bao nhiêu? Kết quả đây, lâm ngọa vũ chuyến đi này, trăm năm qua, cũng không có nửa điểm âm thanh. Chúng ta đầu nhập ở trên người nàng tài nguyên, tất cả đều là đổ xuống sông xuống biển. Lâm thị một mạch, tất cả đều là như vậy vong ân phụ nghĩa tông môn bại hoại. Ta đề nghị bãi bỏ Lâm thị một mạch tại Thiên Vũ kiếm tông tam đại thị tộc địa vị, sau đó Thiên Vũ kiếm tông từ lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch cùng chấp trưởng lữ. Viễn lúc này cũng đồng dạng nắm lấy cơ hội, đối diện cho già Nua lão ẩu làm loạn. Lữ Viễn tiểu nhi, ngươi dám? Nghe được Lữ Viễn lời này, vẻ mặt già Nua lão ẩu lập tức giận tím mặt. Trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, tức giận nói, ta lữ gia tiên tổ vì thiên vũ kiếm tông làm ra cỡ nào cống hiến to lớn. Không có ta lâm gia tiên tổ làm ra cống hiến, có thể có các ngươi hôm nay sao? Hừ, lâm thục, ngươi không nói lời này còn tốt, ngươi nói một lời này. Lão tử liền đầy bụng tức giận. Âm u lạnh lẽo lão giả hừ lạnh một tiếng nói, ngươi. Còn có mặt mũi sách các ngươi lâm gia tiên tổ. Nếu không phải là các ngươi lâm gia tiên tổ tử thanh kiếm chủ trêu chọc huyền vụ phủ chúng ta thiên vũ kiếm tông, có thể rơi vào kết quả hôm nay. Cần phải đến bây giờ, đều muốn trốn đông trốn tây, không dám gặp người. Không dám đối ngoại tiên truyền chúng ta thiên vũ kiếm tông danh háo. Không tệ, tử thanh kiếm chủ lão già kia, ở bên ngoài trêu chọc đại địch. Còn dám chạy về chúng ta thiên vũ kiếm tông, cho chúng ta thiên vũ kiếm tông đưa tới đại họa. Ngay cả chúng ta lữ thị cùng hoàng thị tiên tổ, đều bị hắn liên lụy đến bỏ mình các ngươi lâm thị một mạch thiếu chúng ta lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch nhiều lắm trung niên phụ nhân cũng phụ họa nói các người bọn này vong ân phụ nghĩa hỗn đản các ngươi kết quả còn có không có một chút lương tâm chúng ta lâm thị tiên tổ vì thiên vũ kiếm tông mang về vô số bảo vật các ngươi tại sao không nói chúng ta lâm thị tiên tổ vì chúng ta thiên vũ kiếm tông mang về số lớn võ học điển tịch các ngươi tại sao không nói không có chúng ta lâm thị tiên tổ. Thiên vũ kiếm tông có thể từ năm đó một cái kia liền đại thông huyền cảnh võ giả cũng không có. Mấy cái môn phái nhỏ, phát triển đến bây giờ tình trạng này. Các ngươi thụ ta lâm thị tổ tiên di trạch, không cảm giác ân không nói. Thế mà còn dám ngược lại, nói xấu nhục mạ ta lâm thị tiên tổ, lương tâm của các ngươi đâu. Có phải hay không bị cầu ăn? Vẻ mặt già nua lão ẩu, bị âm u lạnh lẽo lão giả và trung niên phụ nhân mà nói tức giận đến không khỏi toàn thân phát run, chỉ vào hai người mắng to. Đi, lâm thục, những vật này, cũng là bao nhiêu năm phía trước lão hoàng lịch. Luôn sách những thứ này chuyện cũ năm xưa có ý gì? Các ngươi lâm thị một mạch trưởng khống thiên vũ kiếm tông mấy chục vạn năm. Thiên vũ kiếm tông nên trả lại cho các ngươi lâm thị một mạch cũng sớm đã trả sạch. Cũng đừng luôn bắt các ngươi lâm thị tổ tiên công lao nói chuyện. Âm u lạnh lẽo lão giả lạnh rên một tiếng nói, bây giờ. Lâm ngữ cầm cầm chúng ta thiên vũ kiếm tông mười mấy tên đệ tử. Liều mạng có được bảo vật cơ duyên chạy, các người lâm thị một mạch. Nhất định phải đối với cái này làm ra giao phó. Từ hôm nay trở đi, các người lâm thị một mạch. Liền không còn là thiên vũ kiếm tông chấp trưởng giả một trong, người lâm thục. Cũng sẽ không là trưởng lão hội trưởng lão. Về sau lâm thị một mạch tất cả tộc nhân đều không được lại được hưởng thiên vũ kiếm tông bất luận cái gì tài nguyên hơn nữa lâm thị một mạch phía trước chiếm cứ sở hữu tài nguyên đều phải giao ra lữ sóng người dám nghe được âm u lạnh lẽo lão giả lời này vẻ mặt già nua lão ẩu con mắt trong nháy mắt không khỏi đỏ lên nàng chừng âm u lạnh lẽo lão giả tức giận quát to nếu như lâm thị một mạch thật sự bị tước đoạt thiên vũ kiếm tông chấp trưởng quyền Lâm thị một mạch tộc nhân, thật sự bị tước đoạt tất cả tài nguyên, như vậy, từ hôm nay trở đi. Lâm thị nhất tộc, tất nhiên sẽ không huyền niệm chút nào hướng đi suy sụp. Kể từ mấy chục năm trước, nhậm chức lâm thị tộc trưởng sau khi ngã xuống. Thiên vũ kiếm tông đại quyền cũng đã xa suốt thiên vũ kiếm tông vị trí tông chủ. Cũng bị lữ thị một mạch, giành lấy. Lâm thị một mạch, phía trước vì bồi dưỡng lâm ngọa vũ, hao phí quá nhiều tài nguyên đến mức tại lâm ngọa vũ thế hệ này ngoại trừ lâm ngọa vũ một người ra nhóm nổi bật những đệ tử khác đều rất là bình thường xa không có cách nào cùng lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch so sánh mà thế hệ trước bên trong ngoại trừ nàng một người có thể miễn cưỡng trèo trống lâm thị những cường giả khác đều bởi vì thọ nguyên hao hết lần lượt vẫn lạc trước kia vì bồi dưỡng lâm ngọa vũ cái này tuyệt thế thiên tài Lâm thị nhất tộc trả ra đại giới, thực sự quá quá lớn rồi. Rất nhiều Lâm thị một mạch trưởng lão, thường xuyên xâm nhập Băng Lương Sơn mạch săn giết yêu thú và thu thập linh dược. Đem hết toàn lực lấy được thiên tài địa bảo, bán cho bảo thông thương hành chi sau. Mua được một chút cực kỳ chân quý bảo vật cho Lâm Ngọa Vũ bồi dưỡng căn cơ. Chính là bởi vì Lâm thị nhất tộc toàn lực bồi dưỡng, khiến cho Lâm Ngọa Vũ căn cơ đánh vô cùng vững chắc để cho nàng võ đạo thiên phú kinh người. Cơ hồ thẳng bức năm đó Lâm Thị tiên tổ tử thanh kiếm chủ. Lâm Thị nhất tộc đem chấn hưng Lâm Thị nhất tộc cùng thiên vũ kiếm tông hy vọng. Toàn bộ đều ký thác vào Lâm Ngọa Vũ trên thân. Mà Lâm Ngọa Vũ cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng trở thành thiên vũ kiếm tông người mạnh nhất, vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước trưởng lão, toàn bộ đều không thể cùng Lâm Ngọa Vũ chống lại. Nhưng vì bồi dưỡng Lâm Ngọa Vũ, Lâm Thị nhất tộc rất nhiều trưởng lão. Cũng bởi vì nhiều năm tiến vào băng lương sơn mạch săn giết yêu thú và thu thập linh dược. Lưu lại cực kỳ nghiêm trọng ám thương. Cái này dẫn đến Lâm Thị nhất tộc rất nhiều cường già. Không ngừng mà bởi vì thương thế bộc phát mà vẫn lạc. Cái này cũng là dẫn đến Lâm Thị nhất tộc suy sụp nguyên nhân trọng yếu nhất bằng không nếu như là lâm thị nhất tộc lúc toàn thịnh nơi nào có lữ thị một mạch cùng hoàng thị một mạch chuyện gì bọn hắn cũng tuyệt đối không dám như hôm nay dạng này hướng lâm thị một mạch kêu gào làm loạn kể từ lữ thị một mạch tộc trưởng lữ sóng trở thành thiên vũ kiếm tông tông chủ chấp trưởng thiên vũ kiếm tông sau đó lữ thị một mạch liền càng thêm tiểu nhân được thế hôm nay lữ sóng thế mà còn dám đối bọn hắn lâm thị một mạch làm ra quá đáng như vậy quyết định đây là nàng cái này lâm thị một mạch tộc trường chỗ hoàn toàn không thể chịu đựng lão phu có cái gì không dám âm u lạnh lẽo lão giả lữ sóng cười lạnh một tiếng nói hôm nay lão phu trước hết đem ngươi cái này không biết phải trái lão ác bà cầm xuống ta ngược lại muốn nhìn lâm ngữ cầm tiểu tiện nhân kia có phải thật vậy hay không không để ý lâm thị một mạch tộc nhân tính mệnh độc chiếm thuộc về chúng ta thiên vũ kiếm tông bảo vật cơ duyên. Trường 4053 rừng ngữ cầm trở về. Âm u lạnh lẽo lão giả lữ sóng nói, thân hình lóe lên, lấn người tiến lên. Một quyền hướng vẻ mặt già nua lão ẩu lâm thục đánh tới. Lão ẩu lâm thục nhìn thấy lữ sóng thế mà thực có can đảm đối với tự mình động thủ. Trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Nàng vội vàng huy trưởng nghênh địch oanh một tiếng tiếng vang, quyền trưởng va nhau lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang lão ẩu lâm thục bị lữ sóng một quyền này đánh cho trực tiếp hướng phía sau bắn ra cơ thể hung hăng đụng vào đại điện trên vách đá làm cho cả đại điện đều sinh ra một hồi lay động kịch liệt dù cho đại điện có trận pháp bao phủ lão ẩu lâm thục một cái đụng này phía dưới đều đem đại điện vách tường đụng ra vô số khe hở phốc lâm thục một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún mà ra ánh mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Dưới một quyền, nàng thế mà liền đã bị lữ sóng làm trọng thương, kỳ thực. Nếu như nàng không phải là bởi vì ám thương chưa lành, thực lực đại tồn. Lữ sóng gió hẳn là đối thủ của nàng, thì càng không cần phải nói, chỉ là một quyền. Liền đem nàng làm trọng thương. Trước kia nàng và lâm thị nhất tộc các trưởng lão khác một dạng. Cũng thường xuyên tiến vào băng lương sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú và thu thập linh dược tại cùng băng lương sơn mạch yêu thú trong quá trình chiến đấu. Cũng lưu lại một thân ám thương. Nhiều năm bệnh thể triền miên tình huống phía dưới, chẳng những để cho nàng thực lực đại tồn. Hơn nữa, còn nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng, lấy nàng trước mắt trạng thái. Đoán chừng không chống được đã bao nhiêu năm. Nàng bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là chống đến lâm ngọa vũ trở về, nàng tin tưởng. Lấy Lâm Ngọa Vũ võ đạo tư chất đi tham gia Trung Châu võ đạo đại hội là có rất lớn khả năng có thể bái nhập đạo minh môn hạ. Dù cho không thể tiến vào đạo minh tổng bộ, ít nhất cũng có thể tiến vào năm đại tông môn, chỉ cần Lâm Ngọa Vũ có thể trở về đến lúc đó. Nàng đem Lâm thị nhất tộc cùng Thiên Vũ kiếm tông giao đến Lâm Ngọa Vũ trong tay. Nàng liền có thể yên lòng đi, nhưng lại không nghĩ tới, còn không có đợi Lâm Ngọa Vũ trở về, lại xảy ra chuyện như vậy lữ sóng cùng hoàng thị một mạch tộc trưởng hoàng đồng liên thủ hướng nàng và lâm thị nhất tộc làm loạn lâm thục căn bản cũng không tin tưởng lữ viễn chuyện ma quỷ cái gì lâm ngữ cầm tranh đoạt thuộc về thiên vũ kiếm tông đệ tử liêu tính mạng lấy được bảo vật loại chuyện này căn bản không phải lâm ngữ cầm tính tình có thể làm được nếu là loại chuyện này đặt ở lữ viễn trên thân ngược lại là có rất lớn khả năng phát sinh lữ viễn loại người này vì lợi ích Hoàn toàn là có thể không từ thủ đoạn. Lâm ngữ cầm tuổi tác còn trẻ, nhân sinh lịch diệt còn cạn, nhìn không ra lữ viễn làm người. Nhưng mà Lâm thục này loại sống trên vạn năm lão quái vật, như thế nào lại nhìn không ra lữ viễn thiện ác trung gian? Mà lữ thị một mạch tộc trưởng lữ sống cùng hoàng thị một mạch tộc trưởng hoàng đông. kỳ thực cũng căn bản không quan tâm chuyện này thật giả, bọn hắn cần chỉ là một cái hướng Lâm thị nhất tộc cớ làm khó dễ mà thôi. Lâm Thục, lão phu khuyên ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, lấy thực lực của ngươi, phí công dẫy dụa. Chỉ là tự dước lấy nhục mà thôi, lữ. Sóng nhìn chằm chằm lão ẩu lâm thục, cười lạnh một tiếng nói. Lữ lão cẩu, muốn lão thân cùng chúng ta lâm thị nhất tộc khuất phục tại ngươi, ngươi nằm mơ. Lâm thục căm tức nhìn lữ sóng, vô cùng phẫn nộ nói, đã. Như vậy, vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, lữ sóng nhìn xem lâm thục, lạnh lùng nói nói xong thân hình hắn lóe lên lần nữa hướng lâm thục bổ nhào qua huy quyền hướng về lâm thục trên thân đánh xuống dừng tay liền tại đây nguy cấp vô cùng thời khắc một thanh âm quát to theo đạo thanh âm này vang lên một thân ảnh lóe lên từ bên ngoài đại điện mặt bay đi vào cùng lúc đó một đạo kiếm quang xẹt qua hướng về lữ sóng trên thân đánh xuống tại đạo này lăng lệ vô cùng kiếm quang tới người thời điểm, lữ sóng trong lòng không khỏi run lên. Đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa vô cùng kiếm khí bén nhọn. Cái này hoàn toàn đủ để uy hát yêu ta được tính mạng của hắn, lữ sóng không dám thất lễ. Không lo được tiếp tục đi công kích lâm thục, oanh ra ngoài nắm đấm, nửa đường quay tới. Một quyền hướng về đạo thân ảnh kia đánh tới. Oanh một tiếng tiếng vang, quyền kình cùng kiếm quang chạm vào nhau bộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng uy thế còn dư lữ sóng bị một kiếm này đánh hướng phía sau ra khỏi mấy chục trượng mà đạo thân ảnh kia cũng đồng dạng bị lữ sóng đánh cho hướng phía sau bay ngược ra ngoài nhưng rất nhanh đạo thân ảnh kia lại là lóe lên chắn lâm thục trước người tông chủ ngươi vì sao muốn đối với ta lão tổ ra tay đạo thân ảnh này sau khi đứng vững nhìn xem lữ sóng vô cùng phẫn nộ nói lâm ngữ cầm ha ha người tiểu tiện nhân này cuối cùng cam lòng trở về lữ sóng tập trung nhìn vào nhìn thấy người tới chính là tiêu thất đã lâu lâm ngữ cầm lâm ngữ cầm xem ra ngươi thông qua cướp đi bảo vật của chúng ta được lợi không thiếu a à. thế mà đều đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ lữ viễn kiến đến lâm ngữ cầm hiện thân lập tức âm dương quái khí nói lữ viễn ngươi cầu tặc kia thật không nghĩ tới ngươi lại là hèn hạ vô sỉ như thế âm hiểm ác độc tiểu nhân nghe được lữ viễn lời này lâm ngữ cầm quay đầu nhìn chằm chằm lữ viễn vô cùng phẫn nộ nói ngươi vì cướp đoạt trên người ta bảo vật không tiếc âm thầm ra tay đánh lén ta đang đánh lén không thành sau đó lại bức lâm duy sư huynh xuống tay với ta dừng duy sư huynh không theo lại bị ngươi một quyền giết đi những thứ khác sư huynh đệ cũng tại ngươi bức bách phía dưới ra tay với ta công kích Người bây giờ ngược lại tốt thế mà trở lại tông môn sau đó, ở đây đổi trắng thay đen. Ngậm máu phun người, đem tất cả nước bẩn, đều tạt vào trên người của ta. Người cầu tặc kia, quả thực là không bằng heo chó súc sinh. Uổng cho ngươi còn dám ở đây đường hoàng phát ngôn bừa bãi. Nếu như ngươi dù là còn có một chút lương chi, sớm làm đập đầu chết. Cho những cái kia chết ở trong tay ngươi sư huynh đệ nhóm, sám hối chuộc tội mà không phải tiếp tục ở nơi này, không biết xấu hổ đại ngôn trói trang. Lâm ngữ cầm lời vừa nói ra, nghị sự đại điện bên trong. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi thay đổi, ngữ. Cầm, người nói cái gì, dừng duy bọn người, là lữ viễn giết, lâm. Thục nghe nói như thế, lập tức không khỏi vô cùng khiếp sợ hỏi, lão. Tổ, lời ta nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ta cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cầu tặc kia thế mà phát dồ tới mức như thế, chỉ là vì một chút chỉ là bảo vật. Liền làm ra loại này chuyện táng tận lương tâm. Lâm ngữ cầm quay đầu đối với Lâm Thục nói. Bị Lâm ngữ cầm như thế một phen mắng chửi, lữ viễn sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng, ha. Ha, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân. Người ngược lại là đem sự tình phủi sạch sẽ. Vậy ta hỏi ngươi, trên người ngươi những bảo vật này, từ đâu tới? Lữ viễn nhìn chằm chằm lâm ngữ cầm cười lạnh một tiếng nói nghị sự đại điện bên trong những trưởng lão kia khi nghe đến lâm ngữ cầm lời nói kia sau đó vốn là đã một mảnh xôn xao nhao nhao một mặt kinh nghi mà nhìn xem lữ viễn nhưng lúc này nghe được lữ viễn lời này lại không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng lâm ngữ cầm cái này vừa nhìn một cái sắc mặt của bọn hắn không khỏi lại thay đổi bởi vì lúc này lâm ngữ cầm trên người trang bị thật là quá hào hoa trường kiếm trong tay là nửa bức cửu giai pháp bảo trên người mặc phòng ngự pháp bảo cũng là nửa bức cửu giai pháp bảo chương bốn nghìn năm mươi bốn mặt dày vô sỉ nhìn thấy một màn này những trưởng lão kia không khỏi lại tin tưởng lữ viễn lời nói nếu như lâm ngữ cầm không phải lấy được cực lớn bảo vật cơ duyên nàng làm sao có thể có tiền mua sắm cao cấp như thế pháp bảo lại thêm lâm ngữ cầm thế mà đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ cái này càng thêm chắc chắn lữ viễn lời nói tính chân thực toàn bộ thiên vũ kiếm tông bây giờ đại thông huyền cảnh hậu kỳ võ giả đều tìm không ra bao nhiêu cái tới lấy lâm ngữ cầm tư chất nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện mà nói nàng muốn đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ ít nhất cũng còn cần thời gian mấy chục năm nhưng lâm ngữ cầm bây giờ lại là đã đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ cái này cho thấy nàng đích xác là thu được cực lớn bảo vật cơ duyên đây là sở kiếm thu đưa cho ta có vấn đề sao lâm ngữ cầm nhìn chằm chằm lữ viễn tức giận nói ha ha sở kiếm thu sở kiếm thu là ai ngươi tùy tiện bịa đặt ra một người liền nghĩ đem ngươi làm chuyện xấu xa che giấu đi thật coi chúng ta là kẻ ngu không thành lữ viễn cười lạnh một tiếng nói ngược lại tại chỗ các trưởng lão lại không biết chuyện từ đầu đến cuối sự tình đến tột cùng như thế nào, còn không phải mặc hắn bịa chuyện, chỉ cần hắn có thể nói đến làm cho những này các trưởng lão tin tưởng, lại nơi nào quản nó chân tướng sự thật là thế nào. Lữ Viễn, ngươi thật đúng là một điểm khuôn mặt cũng không cần a, à. mở mắt nói lời bịa đặt cũng có thể nói đến làm như có thật như vậy, ta lâm ngữ cầm hôm nay thật đúng là thấy được cái gì gọi là chân chính mặt dày vô sỉ. Lâm Ngữ Cầm nhìn chằm chằm Lữ Viễn, cắn răng nghiến lợi nói: "Chư vị trưởng lão, Lâm Ngữ Cầm trên thân thế nhưng là có giá trị mấy trăm ức, thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch bảo vật cơ duyên. Đại gia cũng đừng làm cho nàng trốn thoát. Bắt lại nàng, những cái kia giá trị mấy trăm ức, thậm chí hơn ngàn ức bát phẩm linh thạch bảo vật cơ duyên, nhưng là thuộc sở hữu của chúng ta." lữ viễn ánh mắt đảo qua nghị sự đại điện bên trong các vị trưởng lão tiếp tục giật dây nói hắn tin tưởng chỉ cần những trưởng lão này biết lâm ngữ cầm trên thân nắm giữ giá trị kinh người bảo vật cơ duyên bọn hắn cũng sẽ không quản sự chân tướng đến tột cùng như thế nào chính mình cung cấp cái này tiệt cao mượn cớ cho bọn hắn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy quả nhiên khi lữ viễn lúc nói ra lời này Nghị sự đại điện bên trong trưởng lão, trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng. Lâm Ngữ Cầm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái từ nhẹ xử lý, bằng không? Nếu là ngươi minh ngoan bất linh, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói. Nhưng là đừng trách chúng ta hạ thủ bất dung tình. Không tệ, nếu là ngươi ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, có lẽ còn có thể lưu được một mạng bằng không chúng ta cũng chỉ có thể đối với ngươi giết chết bất luận tội lâm thục trưởng lão ngươi vẫn là khuyên nhủ lâm ngữ cầm để cho nàng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi dạng này các ngươi lâm thị nhất tộc còn có thể có một cái kết quả tốt chúng ta có thể để các ngươi an nhiên rời đi thiên vũ kiếm tông bằng không nhưng là đừng trách chúng ta đối với các ngươi lâm thị nhất tộc hạ ngoan thủ tại lữ viễn lời nói này ra sau lập tức liền có thiên vũ kiếm tông trưởng lão nhao nhao đứng ra đối với lâm ngữ cầm cùng lâm thục uy hát iota nói lữ viễn kiến đến một màn này lập tức không khỏi cực kỳ hài lòng quả nhiên không ra hắn sở liệu chỉ cần có đầy đủ lợi ích những người này căn bản liền sẽ không quản chân tướng như thế nào cũng sẽ không quản những cái kia đã chết đệ tử mà chỉ có thể nhìn chằm chằm lâm ngữ cầm trên thân vậy giá trị cực lớn bảo vật nhìn thấy đã đạt đến mục đích của mình, Lữ Viễn tiếp tục châm ngòi nói, chư vị trưởng lão. Đại gia muốn đối tiểu tiện nhân này động thủ, cũng nên cẩn thận, tiểu tiện nhân này trên thân. Có một loại cực kỳ thần diệu bỏ chạy bảo vật, có thể trong nháy mắt na di tiêu thất. Cho nên, vì phòng ngừa tiểu tiện nhân này chạy trốn. Chúng ta tốt nhất đem lâm thục cái này lão ác bà trước cầm xuống. Còn có đem lâm thị nhất tộc đệ tử, cũng cùng nhau cầm xuống, nàng nếu là dám trốn mà nói. Chúng ta liền đem Lâm thị nhất tộc đệ tử toàn bộ đều cho đồ. Lữ Viễn cầu tặc, ngươi thực sự là thật là ác độc tâm địa, Lâm. Ngữ Cầm nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hận cực, nhìn chằm chằm Lữ Viễn phẫn nộ quát. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên trước nay chưa có sát cơ. Nàng chưa từng có mãnh liệt như thế mà thống hận một người. Cũng chưa từng có mãnh liệt như thế xúc động, muốn giết chết trước mắt cầu tặc này, ngữ cầm, ngươi đi mau, ta tới giúp ngươi đoạn hậu. Những người này, toàn bộ cũng đã điên rồi, đã không có đạo lý có thể giảng. Lâm Thục nhìn thấy một màn này, sắc mặt nghiêm túc mà đối với Lâm Ngữ cầm nói, lão. Tổ ta không đi, Lâm Ngữ cầm nghe vậy, lắc đầu nói, muốn giết ta. Vậy ta ngược lại là phải xem, bọn hắn đến tột cùng có bản lãnh này hay không, ha. Ha, tiểu tiện nhân, cho là lấy được một chút bảo vật cơ duyên đột phá đại thông huyền cảnh hậu kỳ liền nắm giữ cùng lão phu gọi nhịp tư cách lão phu hôm nay muốn để ngươi biết như ngươi loại này ý nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ lữ sóng nghe được lâm ngữ cầm lời này lập tức cười lạnh một tiếng nói nói xong thân hình hắn lóe lên liền hướng về lâm ngữ cầm nhào tới lâm ngữ cầm nhìn thấy một màn này không nói hai lời lập tức bàn tay xòe ra lấy ra một đạo đại cửu thiên thần cháo phù bóp nát, một đạo chói mắt kim quang. Từ trong tay nàng bắn ra, tiếp đó cấp tốc hóa thành một đạo phòng ngự lồng ánh sáng, đem nàng cho bao phủ ở bên trong. Lúc đạo này phòng ngự quang cháo hình thành, lữ sóng công kích vừa vặn đến. Âm vang một tiếng thật lớn, lữ sóng một quyền này, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào đạo này phòng ngự quang cháo bên trên. Nhưng cùng hắn trong dự liệu không giống nhau chính là đạo này phòng ngự quang cháo cũng không có tại một quyền này của hắn oanh kích phía dưới phá. Toái, ngược lại cánh tay cùng nắm đấm của hắn, chịu đến kịch liệt vô cùng phản chấn. Răng rắc một tiếng vang giòn, lữ sóng rất nhanh liền bị trước đây lữ viễn kết quả giống nhau. Cánh tay bị cái này phòng ngự quang cháo chấn động phải vặn vẹo đứt gãy. Sở kiếm thu luyện chế cái này đại cửu thiên thần cháo phù, lực phòng ngự cường hãn đủ để ngăn chặn nổi phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Lấy lữ sóng loại này chỉ là đại thông huyền cảnh đỉnh phong mặt hàng. Như thế nào có thể dung chuyển được lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy đại cửu thiên thần cháo phù? Mặc dù đại cửu thiên thần cháo phù tác dụng chủ yếu là tại trên năng lực phòng ngự. Cũng không có bao nhiêu công kích công hiệu. Nếu như là phi thăng cảnh cường giả đối với đại cửu thiên thần cháo phù tiến hành công kích tự nhiên không đến mức sẽ bị lực phản chấn chấn thương. Nhưng mà lữ sóng thực lực thật sự là quá yếu. Đến mức dù cho đại cửu thiên thần cháo phù lực phản chấn cũng không mạnh. Nhưng y nguyên vẫn là đem hắn cho chấn thương. Lữ sóng ôm lấy cánh tay, thân hình kịch liệt lui lại. Một mặt khiếp sợ nhìn xem lâm ngữ cầm cuối cùng là cái gì hộ thân bảo vật thế mà cường đại đến. Tình trạng như thế, chỉ là lực phản chấn, thế mà đem hắn chấn động phải thương thế không nhẹ mà nghị sự đại điện bên trong các trưởng lão khác nhóm tại nhìn thấy một màn này thời điểm trong lòng đồng dạng cũng là kinh hãi không thôi các vị trưởng lão chúng ta không nên đối với lâm ngữ cầm tiểu tiện nhân này ra tay trước tiên đem lâm thục cái này lão ác bà cầm xuống lữ viễn tại một bên thấy thế lập tức nói cái này phòng ngự quang cháo rất là cường đại rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá trước tiên đem lâm thục cái này lão ác bà cùng những cái kia lâm thị một mạch tộc nhân. Bắt lại lại nói, chương 4055 một đao mất mạng. Ha ha, Lữ Viễn, người cuối cùng chính mình thừa nhận. Phía trước đã từng động thủ với ta sự tình, nghe. Được Lữ Viễn lời này, Lâm Ngữ cầm cười lạnh một tiếng nói, Lữ Viễn nghe vậy. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn vừa rồi có chút đắc ý quên hình quá mức thế mà lập tức nói lộ ra miệng, bất quá, bây giờ những trưởng lão kia đem tất cả tâm tư cùng lực chú ý. Đều đặt ở lâm ngữ cầm bảo vật trên thân. Cũng đã không quan tâm lúc trước hắn đến tột cùng đã làm gì sự tình. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lữ Viễn không còn khoanh tay đứng nhìn. Thân hình hắn lóe lên, hướng về Lâm Thục đánh tới, tự mình hạ tràng đối với Lâm Thục ra tay. Hắn cũng là đại thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả, luận thực lực. Vốn là không tại phía dưới Lâm Thục. Bây giờ Lâm Thục đã trước đó bị Lữ Sóng cho đánh thành trọng thương. Căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn đối với Lâm Thục ra tay, không cần 10 cái hiệp. Liền có thể đem Lâm Thục đánh bại bắt giữ, đối mặt Lữ Viễn công kích. Lâm Thục đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức lấy ra binh khí cùng Lữ Viễn chiến đấu. Hai người đột nhiên giao thủ một cái, quả nhiên không ra Lữ Viễn sở liệu lâm thục rất nhanh liền rơi về phía hạ phong bị lữ viễn đem áp chế nhìn thấy một màn này lâm ngữ cầm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn lập tức huy kiếm hướng về lữ viễn bổ tới gia nhập chiến đấu cùng lâm thục cùng một chỗ liên thủ đối phó lữ viễn trung niên phụ nhân hoàng đồng cùng với những thứ khác thiên vũ kiếm tông trưởng lão thấy thế lập tức cũng nhao nhao gia nhập trong chiến đấu cùng một chỗ vây công lâm thục cùng lâm ngữ cầm hai người Lâm ngữ cầm tại đột phá đại thông huyền cảnh hậu kỳ sau, mặc dù thực lực đại trướng. Nhưng cũng hoàn toàn không phải nhiều người như vậy đối thủ, rất nhanh. Các nàng liền lâm vào vô cùng hung hiểm tình cảnh, ha. Ha ha, tiểu tiện nhân, người cũng đừng vùng vẫy. Ngươi lại như thế dẫy dụa tiếp, cẩn thận các ngươi lâm thị lão tổ. Chết ở thủ hạ của chúng ta, mắt thấy liền muốn thắng lợi trong tầm mắt. Lữ viễn lập tức đắc ý đến ngửa mặt lên trời cười lên ha ha lâm ngữ cầm có cái kia phòng ngự quang cháo hộ thể bọn hắn không làm gì được lâm ngữ cầm nhưng mà lâm thục nhưng không có dạng này hộ thể bảo vật mà lâm ngữ cầm rất rõ ràng không chịu bỏ qua lâm thục tự mình chạy trốn lâm ngữ cầm mặc dù có sở kiếm thu tặng cho đông đảo bảo vật nhưng lại y nguyên vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của mình mà những thứ này giá trị chân quý trọng bảo cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay của mình, lữ viễn càng nghĩ trong lòng liền càng là đắc ý. chỉ là ngay tại lữ viễn đắc ý quên hình thời điểm, hắn lại không có chú ý tới lâm ngữ cầm cặp kia trong con ngươi trong suốt lúc này. đột nhiên thoáng qua một vòng lệ măng, lâm ngữ cầm vung tay lên một bộ khí tức cường đại chiến binh khôi lỗi hướng về lữ viễn đập tới. nàng sở dĩ không có vừa lên tới liền lấy ra cỗ này nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi chính là đang chờ giờ khắc này. Đi qua các loại này sự tình, nàng khắc sâu nhận thức đến, lữ viễn người này. Thật sự là quá mức âm hiểm xảo trá, nếu như nàng vừa lên tới. Liền đem cỗ này nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi lấy ra. Lữ viễn không chắc thấy tình thế không ổn, lập tức liền chuồn đi. Lâm ngữ cầm đã đối với lữ viễn sinh ra vô cùng mãnh liệt sát cơ. Nàng thề phải giết cái này vô sỉ cầu tặc cho chết ở trong tay hắn Thiên Vũ kiếm tông đệ tử báo thù rửa hận không thể, hôm nay ai cũng có thể lưu, duy chỉ có Lữ Viễn phi không chết có thể. Bởi vì cái này gian tặc thật sự là rất đáng hận, không giết hắn. Về sau còn không biết sinh ra bao nhiêu sự cố tới đâu, Lữ Viễn đang tại đắc ý ở giữa. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt sát cơ. Hướng về chính mình đánh tới, không? Cảm nhận được cái này một cỗ chí mạng vô cùng sát cơ lữ viễn không khỏi cực kỳ hoảng sợ kêu lên hắn vội vàng phía dưới liền muốn muốn huy kiếm ngăn cản cỗ kia chiến binh khôi lỗi thẳng hướng sự cường đại của hắn công kích chỉ là hắn vừa rồi thật sự là quá mức đắc ý tâm thần buông lỏng phía dưới chợt lọt vào mạnh mẽ như vậy chiến binh khôi lỗi tập kích hắn nơi nào làm đến cùng ngăn cản lại thêm đây chính là một bộ nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi nắm giữ nửa bước phi thăng cảnh thực lực cường đại căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng địch nổi. Bản thân hắn liền không cách nào cùng cỗ này nắm giữ nửa bước phi thăng cảnh chiến lực nửa bước. Cửu giai chiến binh khôi lỗi ngang hàng, lại thêm bất ngờ không đề phòng. Bị cỗ này chiến binh khôi lỗi tập kích dưới loại tình huống này, lấy Lữ Viễn thực lực. Căn bản không có khả năng ngăn cản được cỗ này chiến binh khôi lỗi một kích chí mạng. Bá, lăng lệ đao mang xẹt qua, Lữ Viễn đầu trong nháy mắt bị cỗ này nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi, một đao chém xuống. Tính toán xảo diệu lữ viễn, vốn là cho là mình âm mưu sắp được như ý. Có thể cướp đoạt lâm ngữ cầm trên người đông đảo bảo vật, hơn nữa, hắn thậm chí còn tính toán. Sau khi đem lâm ngữ cầm cầm xuống, đem lâm ngữ cầm coi như đồ chơi của mình đến đùa bỡn nô dịch. Nhưng hắn đây hết thảy mưu đồ dự định, tại cỗ kia chiến binh khôi lỗi dưới một đao này. Hoàn toàn hóa thành bọt nước, hết thảy thành khoảng không. Lữ viễn cảm nhận được mình đầu người bay lên. Chờ mắt nhìn thân thể của mình cổ bị chém đứt chỗ, máu tươi tiêu xạ. Hắn bay lên đầu người trong mắt. Lúc này tràn đầy vô tận vẻ không cam lòng, sự tình tại sao có thể như vậy? Rõ ràng kế hoạch của hắn, tiến hành rất thuận lợi, tại sao sẽ ở thời khắc sống còn? Xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, tại trong vô tận không cam lòng này, lữ viễn ý thức rất nhanh liền lâm vào bóng tối vô biên lữ viễn mặc dù tính toán xảo diệu nhưng tiếc là lấy tầm mắt của hắn kiến thức căn bản là không cách nào tưởng tượng sở kiếm thu đến tột cùng cho lâm ngữ cầm bao nhiêu kinh người bảo vật dưới tình huống đánh giá sai thực lực của đối thủ một chiêu vô ý đó chính là cả bàn đều thua kết cục âm u lạnh lẽo lão giả lữ sóng trung niên phụ nhân hoàng đồng cùng với nghị sự đại điện bên trong một đám thiên vũ kiếm tông trưởng lão tại nhìn thấy một màn này thời điểm trong nháy mắt cũng không khỏi bị trước mắt một màn này cho choáng váng lữ viễn thế mà chết hơn nữa vẫn là bị cỗ kia khôi lỗi chiến binh cho một đao chém chết phải biết lữ viễn tại trong bọn hắn thiên vũ kiếm tông thế hệ trẻ tuổi võ đạo thiên phú hoàn toàn là có thể xếp vào ba vị trí đầu dù cho nếu luận mỗi về thực lực lữ viễn tại trong thiên vũ kiếm tông cũng hoàn toàn có thể đứng vào trước mười nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một cái thiên vũ kiếm tông võ đạo thiên kiêu thế mà ở trước mặt bọn họ bị lâm ngữ cầm khôi lỗi chiến binh cho một đao giết một màn này lập tức đem những cái kia vây công lâm ngữ cầm cùng lâm thục hai người các trưởng lão toàn bộ đều gây kinh hãi bọn hắn nhao nhao lay động thân hình cấp tốc rời xa lâm ngữ cầm cùng lâm thục hai người, sợ mình bước lữ viễn theo gót. Bị cỗ kia vô cùng cường đại khôi lỗi chiến binh, cho một đao bị mất mạng. Bọn hắn đối với lâm ngữ cầm trên người bảo vật mặc dù vô cùng thèm nhỏ dãi Nhưng mà đối với tính mạng của mình, lại càng thêm quý trọng nếu là ngay cả tính mạng đều ném đi. Cái kia dù cho cầm tới nhiều hơn nữa bảo vật cũng là công dã tràng trước mắt một màn này, nói đến chậm chạp, kỳ thực phát sinh cực kỳ cấp tốc. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. Từ lữ viễn đối với lâm thục làm loạn. Đến hoàng đồng cùng với những trưởng lão kia tham dự đối với lâm ngữ cầm cùng lâm thục vây. Công, đến lâm ngữ cầm lấy ra chiến binh khôi lỗi, một đao đem lữ viễn chém, quá trình này. Hết thầy cũng mới đi qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Nhưng cho dù là ngắn như vậy thời gian bên trong. Lâm Thục vẫn như cũ bởi vì gặp đám người vây công. Bị thương rất nặng, Lâm Ngữ cầm lúc này cũng không lo được lại đi truy sát những trưởng lão kia. Vội vàng lấy ra một khỏa Cửu chuyển phục mệnh đan cho Lâm Thục ăn vào. Chương 4056 lớn Cửu Thiên Thần cháo phù cường đại lực phòng ngự. Lâm Ngữ cầm sở dĩ dám đi tính toán Lữ Viễn, cũng là bởi vì nàng nắm giữ Cửu chuyển phục mệnh đan loại này chữa thương thần dược bằng không lâm thục bản thân liền ám thương quấn thân nếu là lại gặp chịu trọng thương nặng như vậy đoán chừng cũng không chống được bao lâu liền phải chết thẳng cẳng cùng giết lữ viễn so sánh vẫn là nàng lão tổ tính mệnh càng trọng yếu hơn nhưng mà nắm giữ cửu chuyển phục mệnh đan loại này chữa thương thần dược nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì cửu chuyển phục mệnh đan cường đại hiệu quả trị liệu đối với phi thăng cảnh phía dưới võ giả mà nói, chỉ cần còn có một hơi thở tại. Liền hoàn toàn có thể cứu lại được, Lâm Thục nhìn thấy Lâm Ngữ cầm đưa tới chữa thương đan dược. Trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Chính nàng tình huống, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng bản thân liền ám thương quấn thân. Nhiều năm, hôm nay lại thụ nặng như thế thương thế, trên cơ bản là không thể nào cứu lại được. Nhưng Lâm Ngữ cầm tấm lòng thành, nàng cũng không muốn nghịch. Thế là liền nhận lấy Lâm Ngữ cầm đưa tới cửu chuyển phục mệnh đan ăn vào, chỉ là khi nàng ăn vào cửu chuyển phục mệnh đan một khắc này, Lâm Thục lập tức biến sắc mặt. Đan dược vừa vào bụng, một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh lực từ trong bụng khuếch tán ra. Cái này một cỗ cường đại dược lực những nơi đi qua, không những để cho nàng bây giờ thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Liền nàng lưu lại đông đảo ám thương tai họa ngầm đều ở đây cỗ cường đại vô cùng dược lực phía dưới, cũng cấp tốc được chữa trị. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp đi qua, Lâm Thục chỉ cảm thấy chính mình vô luận là mới thương vết thương cũ. Cũng đã tại này cổ vô cùng cường đại dược lực phía dưới, toàn bộ được chữa trị. Liền thân thể của nàng cơ năng, cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cường đại. Giờ khắc này, liền dung mạo của nàng, đều trở nên trẻ tuổi không ít vốn là bộ dáng của nàng đã là một cái hình dung tiều tụy lão ẩu nhưng mà lúc này nếp nhăn trên mặt thế mà bắt đầu tiêu thất lại qua mười mấy thời gian hô hấp lâm thục đã khôi phục lại trung niên phụ nhân hình dạng thậm chí so với hoàng đồng đều muốn lộ ra trẻ tuổi mấy phần cảm nhận được đây hết thầy lâm thục trong lòng không khỏi rung động đến khó lấy mức tưởng tượng ngữ cầm ngươi cái này đan dược là nơi nào tới lâm thục nhịn không được hỏi đây là sở kiếm thu cho ta lâm ngữ cầm nói sở kiếm thu là ai lâm thục nghe vậy không khỏi tò mò hỏi lâm ngữ cầm một má tiếp tái nhi tam mà nhấc lên sở kiếm thu cái này khiến nàng không khỏi đối với cái này tên là sở kiếm thu người hiếu kỳ tới cực điểm hắn là ta tại trong băng lương sơn mạch cứu một cái thiếu niên tại trước khi chia tay hắn đưa ta một cái không gian giới chỉ cùng một cái phù bình an những vật này liền tất cả đều là tại hắn đưa cho ta trong không gian giới chỉ cũng chính bởi vì sở kiếm thu đưa cho ta hai thứ đồ này mới khiến cho ta tại đánh lén lữ viễn sống tiếp được lâm ngữ cầm nói lâm ngữ cầm ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tiện nhân cho tới bây giờ ngươi thế mà đều còn tại theo dệt vô cớ chút không biết mùi vị hoang ngôn đây rõ ràng là chúng ta thiên vũ kiếm tông các đệ tử dùng tính mệnh đổi lấy bảo vật cơ duyên ngươi lại đem nó chiếm làm của riêng còn bịa đặt ra cái gì cứu được một cái thiếu niên nực cười hoang ngôn lữ sóng nhìn chằm chằm lâm ngữ cầm phẫn nộ quát thiếu niên kia nếu thật là có nhiều như vậy bảo vật còn cần đến ngươi tiểu tiện nhân này đi cứu sao cũng không đo cân nặng chính mình bao nhiêu cân lượng liền dám bịa đặt hoang đường như vậy không trải qua hoang ngôn hừ lữ sóng lão cẩu các ngươi lữ thị một mạch toàn bộ đều là một chút âm hiểm hèn hạ tiểu nhân ta cũng lười lại cùng ngươi giảng giải cái gì ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt ngược lại ngươi không phải liền là muốn tìm một cái lấy cớ tới cướp đoạt trên người ta bảo vật sao lâm ngữ cầm nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ngươi có bản lãnh liền đến a nói nhiều như thế nói nhảm làm gì tiểu tiện nhân thật sự cho rằng có một chút bảo vật lão phu liền không làm gì được ngươi nghe được lâm ngữ cầm lời này lữ sóng ánh mắt không khỏi một hồi âm trầm nói xong hắn bấm pháp quyết bắt đầu điều động nghị sự đại điện bên trong trận pháp hướng về lâm ngữ cầm cùng lâm thục công kích qua lúc trước hắn quá mức khinh thường lâm ngữ cầm cho là chỉ bằng vào thực lực của hắn có thể dễ dàng mà đem lâm ngữ cầm cầm xuống cho nên căn bản là không muốn lấy điều động trận pháp chi lực đối phó lâm ngữ cầm nhưng là bây giờ, Lâm Ngữ cầm trên người bảo vật quá cường đại, lấy bọn hắn lực lượng. Căn bản là không có cách đối phó được Lâm Ngữ cầm, cho nên, chỉ có điều động trận pháp chi lực. Mới có thể đem Lâm Ngữ cầm cầm xuống. Lâm Ngữ cầm nhìn thấy một màn này, vội vàng bàn tay xòe ra. Lại lấy ra một đạo đại cửu thiên thần cháo phù thi triển tại Lâm Thục trên thân. Khiến cho Lâm Thục trên thân, cũng bắt đầu giống như nàng xuất hiện một tầng lực phòng ngự cường đại hộ thể lồng ánh sáng nhìn thấy một màn này lữ sóng sắc mặt không khỏi lại là biến đổi tiểu tiện nhân này trên thân kết quả còn có bao nhiêu loại này hộ thể bảo vật mạnh mẽ như vậy hộ thể bảo vật giá trị tuyệt đối là vô cùng chân quý nhưng mà tiểu tiện nhân này thế mà giống như không cần tiền lấy ra một đạo lại một đạo trong lòng nghĩ như vậy lữ sóng trong tay không chút nào không ngừng vẫn như cũ thao túng đại điện trận pháp hướng về lâm ngữ cầm cùng lâm thục trên thân đánh tới rầm 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 từng đạo cường đại cột sáng đánh vào lâm ngữ cầm cùng lâm thục trên thân bộc phát ra từng đợt cuồng bạo vô cùng năng lượng uy thế còn dư nhưng mà mặc cho những thứ này cột sáng như thế nào công kích lâm ngữ cầm cùng lâm thục trên người hộ thể quang cháo lại như cũ không nhúc nhích tí nào trong đại điện này đại trận chi lực nhiều lắm là chỉ là đạt đến phi thăng cảnh trung kỳ võ giả công kích cánh cửa mà thôi. Lại há có thể dung chuyển được đại cửu thiên thần cháo phù đủ để ngăn chặn phi thăng cảnh hậu. Kỳ cường giả một kích toàn lực cường đại lực phòng ngự. Dựa theo loại này công kích lực đạo, có lẽ công kích số lượng trăm lần mới có thể để Lâm Ngữ cầm cùng Lâm Thục trên người hộ thể quang cháo phá toái. Vốn là tại đối mặt đại trận này thời điểm công kích lâm ngữ cầm trong lòng còn có mấy phần thấp thỏm cũng không biết cái này hộ thể lồng ánh sáng đến tột cùng có thể ngăn cản hay không được mạnh mẽ như vậy trận pháp công kích nhưng khi nhìn thấy đại trận này công kích căn bản dung chuyển không được chính mình hộ thể lồng ánh sáng thời điểm lâm ngữ cầm lập tức triệt để yên tâm ha 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 lữ lão cẩu ngươi đừng uổng phí thời gian liền ngươi điểm ấy lực công kích còn chưa đủ cho bản cô nương cù lét đâu hôm nay, tử kỳ của ngươi đến. Lâm ngữ cầm cười to nói, nói xong. Nàng thao túng cỗ kia nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh, hướng về lữ đợt công kích đi qua. Lữ sóng nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng điều khiển đại trận. Ngăn cản cỗ này khôi lỗi chiến binh công kích. Đối với cỗ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh thực lực, lúc trước hắn cũng đã thấy rồi. Nếu như bị nó cận thân, đoán chừng chính mình rất nhanh liền đắc bộ lữ viễn theo gót bị cỗ này khôi lỗi chiến binh cho một đao bổ lữ lão cẩu muốn trách thì trách các ngươi những thứ này rác rưởi lòng tham không đủ rắn nuốt voi muốn hoàn toàn nuốt lấy bản cô nương bảo vật cơ duyên còn muốn đối bản cô nương cùng chúng ta lâm thị nhất tộc hạ độc thủ nếu như các ngươi không làm như vậy mà nói bản cô nương những bảo vật này các ngươi là hoàn toàn có thể hưởng thụ được bản cô nương Vốn là cũng không có dự định một thân một mình hưởng thụ những bảo vật này tài nguyên. Có thể nói, các ngươi hoàn toàn là đích thân một tay hủy diệt cơ hội của mình. Lâm Ngữ cầm một bên thao túng cỗ kia khôi lỗi chiến binh công kích tới, vừa nói. Chương 4057 tình thế đảo ngược. Tiểu tiện nhân, nói đến so hát còn dễ nghe, lữ. Sóng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là thật hào phóng như vậy, cũng sẽ không cầm chúng ta thiên vũ kiếm tông đệ tử dùng tính mệnh đổi lấy bảo vật cơ duyên tự mình chạy trốn lữ sóng người đến bây giờ đều còn tại lừa mình dối người lâm thục nghe nói như thế theo dõi hắn lạnh lùng nói lữ viễn là người nào chính ngươi còn không rõ ràng sao hắn nói chuyện ma quỷ ngươi thật tin tưởng ngươi cũng chỉ bất quá là muốn cầm lấy lấy cớ này tới đối phó chúng ta lâm thị nhất tộc muốn cưỡng ép cướp đoạt ngữ cầm trên người bảo vật cơ duyên mà thôi cái gì hắn lữ viễn cùng đệ tử khác liều mạng lấy được bảo vật cơ duyên bị ngữ cầm một thân một mình cầm đi loại chuyện hoang đường này nghe được liền cho người muốn bật cười lấy hắn lữ viễn tính cách có thể làm ra như thế vô tư cử động nếu là thật có loại chuyện này ta xem chỉ sợ có khả năng nhất là hắn để cho đệ tử khác lên trước tiến đến dò xét chịu chết cuối cùng hắn mới ngự ông đắc lợi a à, nghe được lâm thục lời này lữ sóng hử lạnh một tiếng sắc mặt một mảnh âm trầm kỳ thực nói thật lâm thục nói tới đích thật là một sự thật lữ viễn là người nào hắn cái này lữ thị lão tổ là lại biết rõ rành rành để cho lữ viễn sung phong đi đầu chạy tới phía trước dò xét nguy hiểm loại chuyện này là không thể nào phát sinh thì càng không cần phải nói hắn sẽ trơ mắt nhìn xem lâm ngữ cầm dưới mí mắt của hắn cướp đi bảo vật cơ duyên lấy lâm ngữ cầm thực lực căn bản cũng không có thể là lữ viễn đối thủ nếu là lâm ngữ cầm thực có can đảm làm như vậy chỉ sợ lữ viễn thứ trong lúc nhất thời liền đã đem lâm ngữ cầm giết đi lần này chúng ta tiến vào băng lương sơn mạch lịch luyện bởi vì mượn nhờ sở kiếm thu sức mạnh chúng ta tiến vào băng lương sơn mạch chỗ sâu trước nay chưa có chỗ mỗi cái sư huynh đệ đều tại trong băng lương sơn mạch lấy được số lớn bảo vật bao quát lữ viễn mình tại bên trong các ngươi nếu là không tin ta mà nói có thể kiểm tra một chút lữ viễn không gian pháp bảo xem hắn lần này có phải hay không kiếm được đầy bát đầy bàn thậm chí trên người hắn đều vẫn còn khả năng nắm giữ khác sư huynh đệ bảo vật bởi vì những cái khác sư huynh đệ cũng là bị hắn cho giết rất có thể hắn liền lâm di sư huynh trên người bọn họ bảo vật đều không buông tha lâm ngữ cầm nhìn lướt qua trong đại điện trưởng lão nói nghe được lâm ngữ cầm lời này hoàng thị nhất tộc tộc trưởng hoàng đồng vẫy tay đem lữ viễn thi thể hút tới nàng lấy xuống lữ viễn không gian pháp bảo dò xét một phen quả nhiên như ngữ cầm nói tới lữ viễn trên thân lại còn thật sự có những đệ tử khác bảo vật xem ra, lữ viễn tên chó chết này, còn thật sự làm loại này chuyện mất trí. Hoàng đồng dò xét qua sau, lập tức vừa sợ vừa giận nói. Nói xong, tay nàng vung lên, từ trong lữ viễn không gian pháp bảo. Lấy ra mấy kiện thiên vũ kiếm tông đệ tử binh khí, trong đó, là dễ thấy nhất một kiện. Chính là lâm duy thanh trường kiếm kia pháp bảo. Dừng duy đã từng dưới cơ duyên xảo hợp. Từng chiếm được một thanh nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo. Hắn đối với thanh trường kiếm này pháp bảo chân nhược tính mệnh. Lại đem chuôi này nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo coi như chính mình tư sản lấy le. Cho nên, hắn bình thường cũng là đem thanh trường kiếm này pháp bảo đeo ở trên người. Thiên Vũ kiếm tông cơ hồ tất cả mọi người đều đối trên người hắn chuôi này nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo vô cùng quen thuộc. Hoàng đồng cái này vừa lấy ra, tất cả mọi người đều nhận ra được đây chính là rừng duy chuôi này bội kiếm lữ viễn xúc sinh này thiệt thòi chúng ta còn tin tưởng hắn như thế nghĩ không ra hắn lại là loại người này hắn chính mình làm ra chuyện mất trí như thế lại còn đem nước dơ tát đến ngữ cầm trên thân thực sự là lẽ nào lại như vậy cái này heo chó không bằng xúc sinh thực sự là chết chưa hết tội nhìn thấy một màn này trong đại điện các trưởng lão cũng là nhao nhao lên tiếng nổi giận mắng tông Chủ, lần này ngươi thực sự là trách oan ngữ cầm không? Tệ, tông chủ, chúng ta hẳn là hướng ngữ cầm xin lỗi. Lữ thị nhất tộc tử đệ Lữ Viễn phạm vào tội lớn ngập trời như thế, lão phu cảm giác. Tông chủ hẳn là thối vị nhượng chức, đem vị trí tông chủ nhường lại để cho Lâm trưởng lão. Cùng ngày Vũ Kiếm Tông tông chủ, để làm đối với Lâm thị nhất tộc đền bù. Có đạo lý, quyết định này lão phu hai tay đồng ý, trong lúc nhất thời toàn bộ nghị sự đại điện bên trong những trưởng lão kia bắt đầu nghiêng về một bên ủng hộ lâm ngữ cầm lên án lữ sóng cùng đã chết lữ viễn lữ sóng nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi một mảnh âm trầm bọn này lão cẩu vừa thấy được tình thế không đúng liền lập tức bắt đầu đối với hắn tiến hành cắn ngược lại vừa rồi đối với lâm ngữ cầm vây công là lão tử một người quyết định sao này một đám thấy lợi quên nghĩa không có chút nào xương cỏ đầu tường nhìn thấy có thể có lợi liền lập tức liều mạng nhào tới vừa thấy được tình thế không đúng lập tức mượn gió bẻ măng đối với tự mình tiến hành công kích lữ sóng cũng cuối cùng nếm được một phen trở thành mục tiêu công kích mùi vị một đám lão cẩu cho là lão tử thật sự bị thua không thành lão tử không làm gì được lâm ngữ cầm cùng lâm thục chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi nhóm bọn này lão cẩu Nghĩ tới đây, Lữ Sóng lập tức điều động trận pháp chi lực. Hướng về những trưởng lão kia đánh tới, rầm rầm rầm, tại đại điện này trận pháp công kích đến. Trong lúc nhất thời, số lớn các trưởng lão bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Nhìn thấy một màn này, những trưởng lão kia không khỏi cực kỳ hoảng sợ, Lữ. Sóng, ngươi làm gì, các ngươi lữ thị nhất tộc. Quả nhiên tất cả đều là loại này âm hiểm ác độc kẻ cặn bã, lại dám đối với chúng ta hạ thủ a. À. Lữ sóng, ngươi chết không yên lành. Ngữ Cầm, cứu lấy chúng ta, Ngữ Cầm, nhanh chóng ngăn trở hắn, giết Lữ sóng. Chúng ta phụ ngươi vì Thiên Vũ kiếm tông tông chủ tại. Lữ sóng công kích đến, số lớn các trưởng lão bắt đầu xuất hiện số lớn tử thương. Bên trong nghị sự đại điện lập tức loạn thành một mảnh, Lâm Ngữ Cầm nhìn xem một màn này. Nhưng căn bản thờ ơ, này một đám lão cẩu cũng không phải đồ tốt vừa rồi vây giết nàng và lão tổ thời điểm cũng không ít ra tay độc ác bây giờ lữ sóng điều động đại trận oanh sát bọn hắn cũng chỉ là chó cắn chó một miệng lông mà thôi nàng mới lười đi để ý tới những lão già này đâu nhìn thấy lâm ngữ cầm không để ý tới bọn hắn những trưởng lão kia bắt đầu hướng lâm thị lão tổ lâm thuộc cầu cứu lâm trưởng lão nhanh chóng cứu lấy chúng ta chỉ cần ngươi cứu chúng ta chúng ta trương thị một mạch từ nay về sau nguyện phụng lâm thị một mạch làm chủ chúng ta hà thị một mạch cũng là lâm trưởng lão chúng ta cũng là được lữ viễn xúc sinh kia mê hoặc mới vây công các ngươi chúng ta biết lỗi rồi ngươi liền cứu lấy chúng ta a à. từ nay về sau chúng ta hoàng thị một mạch cũng nguyện phụng các ngươi lâm thị một mạch làm chủ ngay cả thiên vũ một trong tam đại thị tộc chi nhất kiếm tông hoàng thị một mạch lão tổ hoang đồng đều công nhiên mở miệng hướng lâm thục cầu cứu rồi ngữ cầm những trưởng lão này có thể cứu vẫn là cứu một chút đi lúc này lâm thị lão tổ lâm thục vội vàng hướng lâm ngữ cầm nói những trưởng lão này mặc dù không phải đồ tốt mặc dù đáng chết nhưng những thứ này cỏ đầu tường chỉ cần lâm thị nhất tộc thế lực khổng lồ bọn hắn cũng vẫn là có thể lợi dụng một chút nếu như hôm nay những trưởng lão này toàn bộ đều chết sạch cái kia Thiên Vũ kiếm tông thực lực sẽ bị mà suy yếu. Chương 4058 khôi lỗi chiến binh. Lão tổ, không phải ta không muốn cứu bọn hắn, ta cái này cũng là bất lực a, à, Lâm. Ngữ Cầm nghe vậy, bĩu môi một cái nói, lão tổ, ngươi nếu là muốn cứu bọn họ mà nói, ngươi tới cứu a, à, ta chỗ này còn có một bộ nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi, ngươi luyện hóa nó. Có lẽ có thể cứu những trưởng lão kia, nói xong lâm ngữ cầm vung tay lên lại là một bộ chiến binh khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt nàng bất quá cỗ này chiến binh khôi lỗi nàng cũng không có luyện hóa nàng phía trước vội vã đuổi trở về chỉ là luyện hóa một bộ nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi cũng không có luyện hóa quá nhiều kỳ thực lâm ngữ cầm nếu là muốn cứu những trưởng lão kia mà nói cũng hoàn toàn là có thể cứu được sở kiếm thu đưa cho nàng đại cửu thiên thần cháo phủ cũng không phải một đạo hai đạo mà là trên trăm đạo nàng trong túi quần đại cửu thiên thần cháo phù còn có một nắm lớn đâu đối với cái này ân nhân cứu mạng sở kiếm thu đó là không có chút nào keo kiệt bảo vật đó là thật nhiều thật nhiều mà hướng bên ngoài tiễn đưa bất quá lâm ngữ cầm mặc dù trong túi cũng không thiếu đại cửu thiên thần cháo phù nhưng nàng cũng không cam lòng đem cái kia có chút lớn cửu thiên thần cháo phù lãng phí ở những trưởng lão này trên thân trong cái này nghị sự đại điện này, ngược lại lại không có lâm gia trưởng lão. Nàng phí lớn như vậy kinh cứu bọn họ làm gì? Bởi vì trước đó lâm gia trưởng lão, không ngừng mà xâm nhập băng lương sơn mạch đi săn giết yêu thú và thu thập linh dược. Cho rừng nằm mưa đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện những cái kia lâm gia trưởng lão. Tại băng lương sơn mạch cùng yêu thú chém giết bên trong. Đều hứng chịu tới thương thế nghiêm trọng những năm gần đây, những cái kia lâm gia trưởng lão. Hoặc là đã bởi vì thương thế bộc phát mà vẫn lạc, hoặc là bởi vì thương thế trầm trọng. Thực lực đại tổn, đã không có tư cách trở thành trưởng lão hội trưởng lão. Bây giờ thiên vũ kiếm tông trưởng lão hội, lâm thị một mạch. Cũng liền chỉ còn lại lâm thục một người, lữ sóng nhìn thấy lâm ngữ cầm lại lấy ra một bộ nửa. Bước cửu dai chiến binh khôi lỗi, sắc mặt không khỏi lại là biến đổi tiểu tiện nhân này, trên thân kết quả còn có bao nhiêu loại này nửa bước cửu dai khôi lỗi. Chiến binh, nếu là lại đến mấy cỗ mà nói, trong đại điện này đại trận. Nhưng không cách nào ngăn cản được công kích của các nàng. Lâm thục vội vàng lấy ra cỗ kia nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Bắt đầu luyện hóa thực lực của nàng, có thể so sánh lâm ngữ cầm cường đại hơn nhiều. Lâm ngữ cầm dù sao chỉ là vừa mới đột phá đại thông huyền cảnh hậu kỳ, mà nàng lại là cũng sớm đã tu luyện đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong cực hạn tại đại thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao đã thấm nhuần mấy ngàn năm cho nên lâm thục rất nhanh liền đem cỗ kia nửa bước cửu giai khôi lỗi chiến binh cho luyện hóa đi chợ giúp những trưởng lão kia bất quá một bộ nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi lại như cũ không thể chống đỡ được đại trận công kích lâm ngữ cầm cùng lâm thục có thể ngăn cản trận pháp này công kích dựa vào là thế nhưng là đại cửu thiên thần cháo phù cường đại lực phòng ngự mà không phải cái này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh bàn về giá trị mà nói đại cửu thiên thần cháo phù so với nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh giá trị có thể lớn hơn nhiều cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc bảo vật những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh là lúc trước sở kiếm thu tại thanh dương tông di chỉ chủ phong lấy được một chút bảo vật đối với trước kia sở kiếm thu tới nói những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh công dụng rất lớn nhưng mà đối với hắn hiện tại tới nói những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh liền hoàn toàn là gân gà lấy sở kiếm thu thực lực bây giờ tùy tiện phát ra nhất kích đều so những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh cường đại mấy chục lần những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh với hắn mà nói có thể nói đã không có bao lớn tác dụng. Phía trước, hắn đem một bộ phận nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Cho hắn nữ nhi sở thanh thu, mà tại cùng lâm ngữ cầm phân biệt phía trước. Hắn đem trên thân tất cả nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Toàn bộ tất cả đưa cho lâm ngữ cầm. Cho nên, lâm ngữ cầm bây giờ trên thân. Thế nhưng là có ước chừng hơn 20 cỗ nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh, ngữ cầm, ngươi còn có hay không dư thừa loại này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Nhiều hơn nữa, lấy ra mấy món, chúng ta cùng một chỗ đối phó lữ sóng cái này lão cẩu. Hoàng thị một mạch lão tổ hoàng đồng vội vàng hướng lâm ngữ cầm nói. Lâm ngữ cầm nghe vậy, trong lòng trầm ngâm một chút. Ngược lại dù cho lấy thêm đi ra mấy món nửa bức cửu dai khôi lỗi chiến binh. Hoàng đồng cũng không uy hát yêu ta được nàng và lão tổ đại cửu thiên thần cháo phủ lực phòng ngự. Căn bản cũng không phải là nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh có thể công phá được. Bây giờ lấy ra nhiều mấy món nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh cho hoàng đồng bọn người. Để cho bọn hắn đi cùng lữ sóng chó cắn chó cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, lâm ngữ cầm liền lại là vung tay lên. Liên tiếp lấy ra năm cỗ nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh. Giao cho hoàng đồng các trưởng lão nhóm sở kiếm thu giao cho nàng bảo vật bên trong đại bộ phận cũng là thiên hướng về phòng ngự chạy trốn chờ bảo mệnh loại bảo vật đến nỗi công kích loại bảo vật vô cùng thiếu trước mắt nàng có thể vận dụng cũng chỉ có những thứ này nửa bước cửu dai khôi lỗi chiến binh cho nên cái này dẫn đến lâm ngữ cầm lực phòng ngự phi thường cường đại nhưng mà tại công kích lực phương diện lại là rất khiếm khuyết bây giờ lữ sóng không làm gì được nàng cùng lâm thục mà nàng và lâm thục cũng đồng dạng không làm gì được nắm giữ trận pháp gia chỉ lữ sóng, không có lưu cho lâm ngữ. Cầm mạnh mẽ quá đáng công kích loại bảo vật điểm này là sở kiếm thu cố ý làm như vậy. Hắn muốn để lâm ngữ cầm chính mình đi tu luyện làm bản thân lớn mạnh. Mà không phải dựa vào mạnh mẽ quá đáng ngoại vật. Lâm ngữ cầm muốn đánh giết lời của địch nhân. Cũng chỉ có thể thông qua không ngừng mà đi tăng cao tu vi. Chỉ có lâm ngữ cầm thực lực của bản thân đủ cường đại mới có thể chân chân chính chính để cho nàng thu được sức tự vệ bằng không một lần gặp phải cường địch dựa vào cường đại bảo vật giết địch lần thứ hai gặp phải cường địch cũng là dựa vào cường đại bảo vật giết địch cái này lâu dài xuống không khỏi sẽ để cho lâm ngữ cầm đối với cường đại bảo vật tạo thành ỷ lại này đối lâm ngữ cầm trưởng thành là rất bất lợi hơn nữa những cái kia cường đại công kích bảo vật cũng chưa chắc thích hợp lâm ngữ cầm đến sử dụng giống sở kiếm thu bây giờ uy lực lớn nhất tính công kích bảo vật chính là không bạo phù nhưng mà không bạo phù một khi sử dụng không thích đáng cái kia không chỉ mình là nổ chết địch nhân không cẩn thận ngay cả mình cũng sẽ cùng một chỗ nổ chết sở kiếm thu cũng không muốn trông thấy lâm ngữ cầm cuối cùng chết ở chính mình đưa cho nàng không bạo phù phía dưới cho nên đối với những thứ này uy lực cực lớn nhưng mà tính nguy hiểm cao công kích loại bảo vật sở kiếm thu cũng không có đưa cho lâm ngữ cầm cao giai pháp bảo ngược lại là có không ít thế nhưng phải lâm ngữ cầm tu vi tăng lên sau đó mới có thể luyện hóa sử dụng cho nên bây giờ lâm ngữ cầm muốn đối phó lữ sóng thật đúng là không có biện pháp quá tốt hoàng đồng các trưởng lão nhìn thấy lâm ngữ cầm lấy ra cái này năm cỗ nửa bức cửu giai khôi lỗi chiến binh trong lòng không khỏi đại hỉ bọn hắn vội vàng lấy ra cái này năm cỗ khôi lỗi chiến binh, nhao nhao luyện hóa. Tiếp đó mượn nhờ những khôi lỗi này chiến binh, ngăn cản lữ sóng trận pháp công kích. Đến nỗi điều khiển những khôi lỗi này chiến binh, cùng lâm ngữ cầm cùng với lâm thục. Cùng đi vây giết lữ sóng, bọn hắn căn bản cũng không dám, cùng giết chết lữ sóng so sánh. Bọn hắn càng thêm quan tâm tính mạng của mình. mươi 4059 Lữ Sóng dự định lâm ngữ cầm nhìn thấy một màn này không khỏi nhếch miệng bọn này lão già thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được cầu không đổi được ăn phân dù cho cho bọn hắn bảo vật bọn hắn cũng không dám thật sự đi đối phó lữ sóng lâm ngữ cầm không tiếp tục đem đối phó lữ sóng trông cậy vào ký thác vào hoàng đồng những trưởng lão này trên thân mà là thao túng cỗ kia nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi không ngừng mà hướng về lữ đợt công kích đi qua nhưng thế nhưng lữ sóng có toàn bộ đại điện trận pháp hộ thể bằng vào một bộ nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi căn bản là không làm gì được lữ sóng lữ sóng đang thao túng trận pháp ngăn cả nàng cỗ này chiến binh khôi lỗi công kích đồng thời đều vẫn còn dư lực điều khiển trận pháp đi đối phó các trưởng lão khác những cái kia thiên vũ kiếm tông trưởng lão tại trận pháp không ngừng công kích đến liên tiếp không ngừng có người xuất hiện thương vong bất quá, lữ sóng thao túng trận pháp uy lực mặc dù cường đại, nhưng mà Duy chỉ có không làm gì được có đại cửu thiên thần cháo phù hộ thể Lâm Ngữ cầm cùng. Lâm Thục hai người, Lâm Thục nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Nàng xem thấy Hoàng Đồng vài tên nhận được nửa bước cửu giai chiến binh khôi lỗi các trưởng lão. Nói, chư vị trưởng lão, chúng ta liên thủ đem đại điện này vách tường oanh phá. Để cho những trưởng lão khác nhóm chạy đi a. À nhận được nửa bức cửu giai chiến binh khôi lỗi hoàng đồng bọn người vẫn còn có thể đủ miễn cưỡng tự vệ những cái kia không có bắt được nửa bức cửu giai chiến binh khôi lỗi các trưởng lão tại lữ sóng điều khiển trận pháp công kích đến bây giờ đã chết một nửa trở lên dựa theo loại tình huống này đi ngoại trừ nhận được chiến binh khôi lỗi các trưởng lão còn lại trưởng lão đoán chừng cuối cùng đều sẽ bị lữ sóng cho đồ sát không còn một mống Lâm Thục xem như thiên vũ kiếm tông một trong tam đại trưởng khống giả. Dù sao vẫn là không muốn trơ mắt nhìn xem thiên vũ kiếm tông nhiều như vậy trưởng lão. Bị lữ sóng cho đồ sát không còn một mống. Mặc dù những trưởng lão này cũng là một chút cỏ đầu tướng. Nhưng giàu gì cũng là thiên vũ kiếm tông người đối với thiên vũ kiếm tông những lão nhân này. Lâm Thục vẫn là có phần nhớ tình cũ, hảo, hảo nghe được lâm thục lời này hoàng đồng bọn người vội vàng đáp ứng nói bây giờ lâm thị một mạch có lâm ngữ cầm cái này có vô số bảo vật cường đại hậu bối đã định trước lâm thị một mạch quật khởi thế không thể đỡ bọn hắn cũng không dám vào lúc này lại đắc tội lâm thục kế tiếp lâm thục cùng hoàng đồng bọn người điều khiển nửa bức cửu giai chiến binh khôi lỗi liên thủ đem nghị sự đại điện vách tường bắn cho ra một cái động lớn những cái kia không có chiến binh khôi lỗi hộ thể các trưởng lão lập tức vội vàng từ nơi này trong lỗ lớn vô cùng chật vật mà chạy ra ngoài lữ thị một mạch cùng lâm thị một mạch tranh chấp cuối cùng thiệt hại nghiêm trọng nhất ngược lại là bọn hắn những thứ này cỏ đầu tường cái này khiến bọn hắn những trưởng lão này trong lòng quả thực là có nỗi khổ không nói được khi tất cả các trưởng lão đều trốn ra đại điện sau đó lâm ngữ cầm liếc mắt nhìn lữ sóng quay đầu đối với Lâm Thục nói, lão tổ, chúng ta cũng rời đi à, chờ sau này. Lại cùng cái này lão cẩu, thật tốt tính sổ sách. Lữ sóng có trận pháp hộ thể, các nàng căn bản là không làm gì được hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này và lữ sóng rằng co nhau, cũng không có rất lớn ý nghĩa. Đợi nàng đem sở kiếm thu đưa cho nàng những bảo vật kia tài nguyên tiêu hóa sau. Thực lực nhận được tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, lữ sóng dù cho có trận pháp hộ thể cũng không khả năng lại chống đỡ được nàng, Ân, hảo, Lâm." Thục nghe vậy, cũng là gật đầu một cái nói. "Bây giờ, Lâm thị nhất tộc lớn nhất ỷ trượng chính là cái này trẻ tuổi hậu bối." Đối với Lâm Ngữ cầm mà nói, Lâm Thục đương nhiên sẽ không phản đối, hai người sau đó cũng đi theo rời đi đại điện, nhìn xem đám người rời đi. Lữ sóng sắc mặt không khỏi âm trầm vô cùng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn đối với lâm thị nhất tộc làm loạn chẳng những không có thành công ngược lại để cho hắn trở thành mục tiêu công kích quả thực là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo bây giờ lâm ngữ cầm có nhiều như vậy bảo vật hộ thể hắn là khả năng không lớn làm gì được lâm ngữ cầm bọn hắn lữ thị một mạch muốn lần nữa trưởng khống toàn bộ thiên vũ kiếm tông chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào con của hắn trên thân con của hắn Lữ Trương, đã từng nhận được một cọc to lớn vô cùng cơ duyên. Chẳng những tu vi đột phá thiên vũ kiếm tông tu luyện cực hạn hơn nữa. Bây giờ còn đang bế quan sung kích phi thăng cảnh. Một khi con của hắn Lữ Trương thành công đột phá phi thăng cảnh, khi đó. Chính là lâm ngữ cầm tiểu tiện nhân kia tử kỳ, nghĩ tới đây. Lữ sóng cũng không có sẽ ở trong đại điện tiếp tục chờ đợi, thân hình hắn lóe lên. Về tới trong lữ thị một mạch tộc địa trở về đến lữ thị một mạch tộc địa sau đó. Lữ sóng lập tức điều động lữ thị một mạch tất cả cao thủ. Đối với hắn nhi tử lữ trương chỗ bế quan, nghiêm phong tử thủ, hơn nữa. Còn mở ra lữ thị một mạch tộc địa phòng ngự đại trận. Phòng ngừa lâm ngữ cầm cùng lâm thục đợi người tới tập kích. Nếu như có thể mà nói, hắn là phi thường muốn trực tiếp điều động thiên vũ kiếm tông hộ sơn đại. Trận đem lâm thị nhất tộc cho trực tiếp diệt hết, nhưng tiếc là chính là cho dù hắn xem như thiên vũ kiếm tông tông chủ cũng không cách nào mở ra điều động thiên vũ kiếm tông hộ sơn đại trận bởi vì thiên vũ kiếm tông hộ sơn đại trận là từ ba bộ phận tạo thành theo thứ tự là lâm thị một mạch chấn tộc đại trận lữ thị một mạch chấn tộc đại trận cùng hoàng thị một mạch chấn tộc đại trận chỉ có tam đại chấn tộc đại trận đồng thời khởi động hơn nữa phối hợp lại mới có thể tạo thành uy lực cực lớn hộ tông đại trận chỉ bằng bọn hắn lữ thị một mạch đơn độc. Một phương, căn bản là không cách nào khởi động thiên vũ kiếm tông hộ tông đại trận. Lâm ngữ cầm trở về đến lâm thị một mạch tộc địa sau. Cũng không có lại đi tiến đánh lữ thị một mạch dự định, bây giờ chuyện quan trọng nhất. Vẫn là mau đem tu vi tăng lên. Ngữ cầm, lần này, các ngươi tại băng lương sơn mạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người kỹ càng cho lão tổ nói một chút lâm thục nhìn xem lâm ngữ cầm hỏi mặc dù tại trong nghị sự đại điện lâm ngữ cầm đã từng sơ lược đem sự tình nói một lần nhưng mà rất nhiều phương diện chi tiết lâm ngữ cầm cũng không có nói ra lâm thục đối với chuyện này trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu nhất là đối với cái kia đưa cho lâm ngữ cầm đại lượng bảo vật sở kiếm thu trong nội tâm nàng càng là hiếu kỳ không thôi cuối cùng là một cái dạng gì nhân vật thần bí Thế mà tiện tay đưa tới, thì cho Lâm Ngữ cầm nhiều như vậy quý giá bảo vật lão. Tổ chuyện là như thế này. Lâm Ngữ cầm nghe vậy, cũng không có dấu giếm, nàng đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ đối với Lâm Thục giảng thuật một lần, đối với mình lão tổ. Nàng không có cái gì dễ giấu giếm, nếu như ngay cả lão tổ nhà mình cũng tin không nổi, như vậy. Trên thế giới này, sẽ không có người có thể tin tưởng. Lão tổ đối với các nàng hai tỷ muội trả giá rất nhiều, nhất là đối với mình tỷ tỷ rừng năm mưa. Toàn bộ Lâm thị nhất tộc đều bỏ ra to lớn vô cùng đánh đổi, cho nên Tại Lâm Ngữ cầm trong lòng là phi thường muốn vì tộc nhân của mình làm một ít chuyện. Hồi báo tộc nhân mình. Mà bây giờ, nàng được đến sở kiếm thu nhiều như vậy bảo vật quý giá, chính là một cái hồi báo tộc nhân mình cơ hội tốt nhất thì ra là thế, ngữ cầm, ngươi còn quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, thế mà gặp như thế quý nhân. Nghe xong lâm ngữ cầm giảng thuật sau, lâm thục mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói. mươi 4060 khiếp sợ rừng thục. Lão tổ, từ hôm nay trở đi, chúng ta lâm thị nhất tộc. Cuối cùng nắm giữ có thể tu luyện tới phi thăng cảnh công pháp, lâm. Ngữ cầm nhìn xem lâm thục cao hứng vô cùng nói, ngữ cầm, lời này của ngươi là có ý gì? lâm thục nghe vậy không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm lão tổ ngài nhìn đây là vật gì lâm ngữ cầm bàn tay xòe ra lấy ra một bản thật dày điển tịch đưa cho lâm thục hưng phấn vô cùng nói lâm thục thấy thế lập tức một mặt nghi ngờ nhận lấy cái kia bản điển tịch đồ vật gì thế mà để cho tiểu nha đầu này cao hứng đến nước này lâm thục mở ra cái này điển tịch nghiêm túc nhìn xuống càng là lật xem đến đằng sau Lâm Thục trong lòng liền càng là chấn kinh, này, đây là một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công pháp. Lâm Thục lật xem đến cuối cùng, khiếp sợ trong lòng. Đã đến mức độ không còn gì hơn, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Ngữ cầm thế mà lấy ra một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công pháp. Trước kia Lâm Thị nhất tộc tiên tổ tử thanh kiếm chủ trọng thương trở lại thiên vũ kiếm tông. Thương thế đã cực kỳ trầm trọng chỉ tới kịp lưu lại có thể tu luyện đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong công pháp cửu tuyệt huyền quang bí điển cùng lớn ngũ hành kiếm trận cũng đã qua đời cái này dẫn đến thiên vũ kiếm tông trên việc tu luyện hạn liền một mực kẹt ở trên đại thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao không cách nào hướng về phía trước tiến thêm một bước mà tu luyện đến phi thăng cảnh công pháp lại là chân quý bực nào lấy bọn hắn thiên vũ kiếm tông bọn hậu bối thực lực căn bản là không có cách thu được chân quý như thế công pháp mười mấy năm trước lữ sóng nhi từ lữ trương ngược lại là ở bên ngoài lịch luyện thời điểm thu được một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh công pháp nhưng mà lữ thị một mạch nhưng căn bản không giống năm đó lâm thị tiên tổ tử thanh kiếm chủ đem lấy được công pháp và cơ duyên lấy ra cho toàn bộ thiên vũ kiếm tông cùng hưởng hơn nữa lữ trương không cần nói lấy ra cho toàn bộ thiên vũ kiếm tông cùng hưởng nghe nói dù cho liền bọn hắn lữ thị một mạch chính mình nội bộ tộc nhân, đều không thể tiếp xúc đến môn công pháp này, trước mắt môn công pháp này chỉ có Lữ Trương tự mình một người tại tu luyện. Toàn bộ Thiên Vũ Kiếm Tông, trước mắt cũng chỉ có Lữ Trương một người. Tu luyện đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong trở lên, mà Lữ Trương, kể từ mười mấy năm trước tiên bố bế quan sau đó, cho tới bây giờ đều không có xuất quan lâm thục lại là không nghĩ tới hôm nay chính mình lâm thị một mạch hậu bối lâm ngữ cầm thế mà cũng mang về một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh công pháp hơn nữa vẫn là một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công pháp vị kia sở công tử đến tột cùng là người nào thậm chí ngay cả loại này cấp bậc công pháp cũng có thể tiện tay đưa ra lâm thục nhìn xem lâm ngữ cầm một mặt khiếp sợ hỏi có thể có được tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công pháp tông môn. Tại Trung Châu đạo minh bên trong, có lẽ chỉ có năm đại tông môn loại này cấp bậc thế lực a. Hơn nữa, cho dù là năm đại tông môn cấp bậc thế lực tầm thường đệ tử, đoán chừng cũng không cách nào tiếp xúc đến cao cấp như vậy công pháp truyền thừa a. Thì càng không cần nói, tiện tay liền đem nó đưa ra. Lâm Thục nhưng lại không biết, sở kiếm thu tại hư lăng bí cảnh tử thanh tông di chỉ, đem toàn bộ tử thanh tông di chỉ tàng kinh các tất cả điển tịch đều cho rời trống tử thanh tông trong tàng kinh các liền thiên diễn cảnh cấp bậc công pháp đều có không ít thì càng không cần phải nói một chút chỉ là phi thăng cảnh cấp bậc công pháp có thể nói có thể được tử thanh tông tàng kinh các chỗ cất giữ công pháp bất luận cái gì một bộ đều có thể tu luyện đến phi thăng cảnh không đạt được phi thăng cảnh cấp bậc công pháp đều căn bản không có tư cách bị tử thanh tông tàng kinh các thu nhận đến nỗi có thể tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công pháp. Tại trong tàng kinh các Tử Thanh Tông, dù cho không có 10 vạn bộ, đều có 7, 8 vạn bộ. Sở kiếm thu đưa cho Lâm Ngữ cầm môn kia có thể tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong công. Pháp là hắn tùy ý tại Tử Thanh Tông tàng kinh các nhiều như vậy trong điển tịch. Tiện tay lấy ra một bộ, ai biết được. Tên kia liền không có một câu nói thật, hắn nói hắn đến từ Nam Châu ta xem hắn chính là tùy ý quỷ kéo dùng để gạt ta, lâm ngữ cầm bĩu môi một cái nói, ân. Giống hắn lại này kỳ nhân dị nhân, đoán chừng cũng không muốn chúng ta biết thân phận chân chính của hắn. Lâm Thục nghe vậy, cũng là rất tán thành gật gật đầu nói, rõ ràng. Nàng đối với sở kiếm thu lời này, cũng là nửa điểm cũng không tin. Nam Châu loại kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Làm sao lại đi ra loại này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng thiên tài võ đạo cái này căn bản là một kiện chuyện không thể nào giải thích duy nhất đó chính là sở kiếm thu khi theo ý mượn cớ lừa gạt lâm ngữ cầm lão tổ ta chỗ này còn rất nhiều hiệu quả rất là thần diệu đan dược đâu người lấy ra tu luyện đoán chừng có thể rất nhanh đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh lâm ngữ cầm nói lại lấy ra rất nhiều hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan ngữ cầm những đan dược này vẫn là lưu cho ngươi tới tu luyện a à, những bảo vật này tài nguyên dù sao cũng là vị kia sở công tử để lại cho ngươi ngươi không cần lấy ra cho ta lâm thục nhìn thấy một màn này rất là cưng chiều đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng nói lâm ngữ cầm có thể làm như vậy trong nội tâm nàng rất là cao hứng cùng vui mừng cảm giác chính mình trước kia đối với các nàng hai tỷ muội trả giá trung quy là không có uổng phí nhưng xem như lâm thị nhất tộc lão tổ nàng lại là không thể cầm lâm ngữ cầm những tư nguyên này nàng niên kỷ đã rất lớn tiềm lực đã xa xa không bằng cái này tuổi trẻ hậu bối hay không lãng phí lâm ngữ cầm những thứ này quý báu tài nguyên tu luyện chỉ cần có thể nhìn thấy lâm thị nhất tộc có người kế tục nàng liền đã đủ hài lòng đến nỗi chính nàng bản thân có thể hay không tu luyện đến tầng thứ cao hơn Lâm Thục ngược lại cũng không phải rất để ý, "Lão tổ, ngài liền nhận lấy đi, những đan dược này ta chỗ này còn rất nhiều đâu." Lâm Ngữ cầm nghe vậy, lập tức ôm Lâm Thục cánh tay, nũng nịu nói, "Sở Kiếm Thu để lại cho ta những bảo vật này tài nguyên. Đoán chừng cung cấp mấy cá nhân tu luyện đến phi thăng cảnh đỉnh phong đều dư xài, cho nên lão tổ, ngươi không cần lo lắng cho ta không có đầy đủ tài nguyên tu luyện sử dụng." Người nói là sự thật, Lâm Thục nghe nói như thế. Lập tức không khỏi lần nữa lấy làm kinh hãi hỏi, "A, lão tổ, ngươi nhìn đi, Lâm." Ngữ Cầm nhìn thấy Lâm Thục không tin, trực tiếp đem chính mình viên kia không gian giới chỉ đưa cho Lâm Thục nói. Lâm Thục tiếp nhận viên kia không gian giới chỉ, thần niệm thấm vào đảo qua, khi nhìn thấy trong không gian giới chỉ, cái kia trồng chất như núi đại lượng bảo vật tài nguyên thời điểm, Lâm Thục cả người Lập tức không khỏi như gặp phải trọng kích chấn kinh đến thật lâu, đều chưa tỉnh hồn lại. Nửa ngày đi qua, Lâm Thục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu đối với Lâm Ngữ cầm thần sắc nghiêm túc nói, "Ngữ cầm, loại này trọng bảo, ngươi không nên để cho người thứ hai biết hiểu, ngươi có biết hay không? Cái này đối ngươi là phi thường nguy hiểm một việc. Ai nha, lão tổ cũng không phải ngoại nhân, để cho lão tổ biết lại có cái gì cái gọi là a, Lâm ngữ cầm nghe vậy lại là không cho là đúng bĩu môi một cái nói cho dù là ngươi người thân cận nhất cũng không được lâm thục sắc mặt rất là nghiêm túc nói bảo vật động nhân tâm giới tu luyện bên trong vì tranh đoạt bảo vật cho dù là người thân nhất tự giết lẫn nhau sự tình làm sao từng thiếu đi ngữ cầm ngươi vẫn là kinh nghiệm quá thiếu đi không biết nhân tâm hiểm ác người nhất thiết phải nhớ kỹ ta hôm nay mà nói từ hôm nay trở đi không thể để cho bất luận kẻ nào biết ngươi cái này trong không gian giới chỉ bảo vật cũng không thể để bất luận kẻ nào tiếp xúc ngươi cái này không gian giới chỉ biết chưa